Chương một ở làng tôi là một đứa trẻ người ta nhặt được tuy vậy cho đến năm lên tám tôi vẫn tưởng tôi có mẹ cũng như mọi đứa trẻ khác vì mỗi khi tôi khóc thì luôn luôn có một người đàn bà dịu dàng ôm tôi vào lòng âu yếm du khiến cho nước mắt tôi ngừng chảy mỗi khi tôi lên giường ngủ cũng có một người đàn bà đến hôn tôi và khi gió rét tháng chạp chát những bông hoa tuyết vào cửa kính trắng xóa bà ấy vừa ấp ủ chân tôi trong đôi bàn tay chiều mến của bà vừa hát cho tôi nghe một bài hát mà giờ đây tôi vẫn còn nhớ điệu và lõm bõm vài lời ca khi tôi chăn con bò sữa ở ven đường đầy cỏ hoặc ở những đám cây hoang lá dại mà gặp một trận mưa rông bất ngờ đổ xuống thì bà chạy đến đón tôi bắt tôi núp trong chiếc váy len của bà và túm váy lên che đầu che vai cho tôi cẩn thận mỗi lần có chuyện gây gổ với bạn bè thì bà dỗ tôi bảo tôi kể cho bà nghe những nỗi bực bội chất chứa trong lòng và hầu như lúc nào bà cũng tìm được những lời thích hợp để an ủi tôi, hoặc tỏ ra đồng tình với tôi. Qua những việc ấy, và bao nhiêu việc khác nữa, từ giọng nói, cách nhìn, cái vuốt ve cho đến những lời trách mắng ôn tồn, tôi yên chí bà là mẹ tôi. Tôi được biết bà không phải là mẹ đẻ, mà chỉ là mẹ nuôi, như thế này đây. Làng tôi gọi là làng Chavanan, nói cho đúng thì đó là cái làng ở đó tôi lớn lên tôi sống thời thơ ấu chứ tôi làm gì có quê hương có nơi chôn rau cắt rốn cũng như tôi đã không có cha có mẹ gì cả làng chavanon là một trong những làng nghèo nàn nhất ở miền trung nước pháp không nghèo vì dân làng chây lười mà chính vì nó ở vào một vùng đất đai cằn cỗi đất mặt rất mỏng muốn mùa màng tốt phải có phân vôi mà những thứ này trong vùng quá hiếm vì thế người ta thấy ít những cánh đồng trồng trọt mà nhan nhản những đám cỏ hôi cây dại hết những đám ấy thì là địa hạt của những lang dơ hai trên các lang dơ cao ấy gió lạnh thổi rát làm táp những lùm cây thưa thớt cành nhánh vặn vẹo quay cuồng muốn thấy cây cối xanh tốt thì phải rời bỏ cao nguyên xuống các thung lũng cạnh sông ở đấy có những cây rẻ cao to và những cây sồi vạm vỡ cái nhà tôi sống những năm đầu của tuổi thơ ấu dựng trong một thung lũng như thế trên bờ con suối nước chảy xiết đổ vào một phụ lưu của sông Loa. Cho đến năm lên tám, tôi chưa hề thấy đàn ông trong nhà, tuy má tôi không phải là quá buồn. Chồng bà vốn là thợ đá đi làm ăn ở Paris như phần đông những người thợ khác trong vùng. Từ ngày tôi bắt đầu hiểu biết sự việc chung quanh mình thì tôi chưa thấy ông ta về làng lần nào. Thỉnh thoảng có bạn bè về quê, ông ta mới nhắn tin về, này, bác Barberin, bác Giai vẫn được mạnh khỏe đấy. Bác ấy nhờ tôi tin cho bác biết là công việc làm ăn khá lắm và bác ấy gửi cho bác số tiền này đây. Bác đếm đi chứ, chỉ có thế thôi, chừng ấy tin tức, má Barberin cũng cho là đủ rồi. Ông chồng mạnh khỏe, ông làm ra tiền, kiếm ăn được, còn gì nữa. Đừng tưởng ông Barberin ở Paris lâu thế là vì có điều bất hòa với vợ. Không hề có chuyện như thế, ông ta ở lại Paris là do công việc làm ăn bắt buộc, thế thôi. Lúc già, ông sẽ trở về ở với vợ, với số tiền dành dụm được, đến ngày tuổi già sức yếu, vợ chồng không lo lâm vào cảnh cơ hàn. Một chiều tháng 11, có một người lạ mặt dừng lại trước cổng vườn nhà. Tôi đang bẻ củi cha là ở bục cửa, người ấy không mở cổng mà chỉ ngành đầu nhòm vào, nhìn tôi mà hỏi có phải nhà bà Barberin ở đây không? Tôi mời ông ta vào, ông ta đẩy cửa, làm cho sợi dây buộc kêu cót kết, rồi bước chậm rãi qua sân tôi chưa bao giờ thấy ai lấm bùn bê bết như ông này những mảng bùn mảng còn ướt mảng đã khô chát khắp người từ đầu tới chân chỉ nhìn nhưng cũng đủ biết ông ta đã đi rất lâu trên những con đường lầy lội nghe tiếng chúng tôi má barberin chạy ra khi khách bước qua bậc cửa thì má cũng vừa tới hai người gặp nhau khách nói tôi đem tin từ paris về đây đó là những lời giản dị tai chúng tôi nghe đã quen nhưng mà giọng nói lần này không giống như mọi bẩn, không giống như những khi người khách nói, bác giai bình yên. Công việc làm ăn tốt, má Barberin chập hai tay vào nhau, kêu, ôi trời ơi, chắc có tai họa gì xảy đến cho ông Jerome nhà tôi rồi. Vâng, quả cao thế, nhưng bà cũng không nên quá hoảng hốt, ông nhà bị thương, đúng đấy, nhưng ông ấy không chết. Có điều chắc chắn sẽ bị què, hiện giờ ông ấy còn nằm ở bệnh viện, tôi nằm giường bên cạnh nên nhân tôi về quê ông ấy nhờ tôi tạt qua đưa tin cho bà biết tôi không dừng lại đây lâu vì còn phải đi ba dặm đường nữa mà trời sắp tối rồi má barberin muốn biết tường tận hơn nên mời khách ở lại ăn cơm tối má nói đường xấu lắm và người ta đồn ở trong rừng có cho sói chi bằng để sáng mai hãy đi khách ngồi vào bên cạnh bếp lò vừa ăn vừa kể cho chúng tôi nghe tai nạn xảy ra như thế nào ông barberin bị một giàn giáo đổ xuống đè suýt bẹp người người chủ thầu viện lẽ ông ta không có nhiệm vụ gì phải đứng ở chỗ ấy, nên không trả cho ông ta một khoản bồi thường nào cả. Ông khách nói, thật không may cho ông Barberin, tội nghiệp ông ấy, thật không may, có những tên láo cá, nhân cơ hội tương tự đã vớ được một khoản thực lợi đồng niên, ba, còn ông nhà thì chẳng được gì sất. Ông khách vừa hơ đôi ống quần cứng cồm cục bùn khô, vừa luôn mồm nhắc đi nhắc lại mấy tiếng, thật không may, với một vẻ thương cảm chân thành sự suýt xoa của ông chứng tỏ ông sẵn lòng chịu tàn tật để vớ được một món thực lợi. Ông kết thúc câu chuyện, tuy thế, tôi cũng khuyên ông nhà cứ đệ đơn kiện lão chủ thông. Kiện tụng thì tốn kém chết đi, tốn đấy, nhưng được kiện thì cũng bỏ chứ. Má Barbary muốn đi Paris nhưng chuyện đó đâu có phải dễ, đường xá xa xôi tốn kém quá. Sáng sớm hôm sau má con tôi xuống làng dưới tìm cha xứ để hỏi ý kiến. Cha xứ chưa muốn để cho má đi, trước khi biết chắc đi như thế có giúp ích gì cho chồng không? Cha viết thư cho ông giáo sĩ ở bệnh viện nơi ông Barberin đương nằm điều trị. Vài ngày sau, có thư trả lời nói rằng má Barberin không cần đi, chỉ cần gửi một số tiền lên Paris để cho chồng kiện người chủ thống. Ngày tháng trôi qua, thỉnh thoảng lại có thư về, thư nào cũng thúc giục gửi thêm tiền lên. Bức thư cuối cùng thúc bách hơn cả, nhắn rằng nếu hết tiền thì bán con bò sữa đi mà gửi những ai đã sống ở nông thôn cùng với bà con nông dân đều hiểu nỗi đau khổ hãi hùng chứa trong mấy tiếng bán con bò sữa đối với nhà sinh vật học con bò là một con vật thuộc loài nhai lại dưới con mắt của khách du ngoạn nó là con vật làm cho phong cảnh tăng thêm vẻ đẹp khi trên thảm cỏ nó ngầm cái mõm đen nhánh đẫm hơi xương của nó lên với trẻ em thành thị đó là nguồn cung cấp cà phê sữa và phó mát đánh kem nhưng đối với người nông dân nó còn quý báu hơn nhiều dù cho nghèo sắc nghèo sơ, dù gia đình con cái có đông đến đâu, có một con bò sữa trong chuồng cũng không sợ đói. Chỉ một cái thừng hay một sợi dây quấn trên sừng thôi cũng đủ để cho một em bé chăn dắt nó ăn dọc các con đường phủ đầy cỏ, ở những nơi không thuộc về ai. Và thế là chiều đến, cả nhà có bơ nấu súp, có sữa để ăn với khoai tây. Bố mẹ, con cái, lớn nhỏ đều sống nhờ vào con bò sữa cũng nhờ có con bò sữa mà má con tôi sống đầy đủ đến nỗi hầu như không cần ăn thịt không những nó là vú nuôi của chúng tôi nó còn là bầu bạn là chỗ chân tình thật vậy đừng tưởng bò là một con vật ngu ngốc trái lại nó rất thông minh nó có những đức tính mà biết cách rèn luyện thì còn phát triển nhiều chúng tôi vỗ về nó nói chuyện với nó và nó hiểu chúng tôi về phần nó với đôi mắt to tròn hiền dịu nó biết cách làm cho chúng tôi hiểu nó muốn gì, nó cảm thấy thế nào. Nói tóm lại, chúng tôi rất yêu thương nó và nó cũng yêu thương chúng tôi. Ấy thế mà phải lìa bỏ nó đấy, vì rằng chỉ có cách bán con bò sữa đi thì mới làm cho ông Barberin thỏa giả. Một bác lái tới nhà chúng tôi, bác ta xem xét con Rosette rất kỹ, sờ nắn nó mãi, vừa sờ vừa lắc đầu ra vẻ không ưng ý. Bác ta nhắc đi nhắc lại hàng trăm lần rằng con bò không vừa ý bác ta chút nào bác chê nó là bò nhà nghèo, khó bán lại lắm. Không có sữa, bơ lại kém chất, chê nhún chán, rút cục bác cũng đồng ý mua, nhưng bảo mua là vì lòng tốt, muốn giúp má Barberin thôi, và cũng vì thấy má là người trung hậu. Tội nghiệp cho con Rosette, hình như nó hiểu cả nên nó nhất định không chịu ra khỏi chuồng và kêu giống lên. Bác lái đưa chiếc roi ra quấn ở cổ bác cho tôi và bảo, này chú bé, luồn ra phía sau mà đuổi nó ra. Ấy chớ, cái đó không được. Má Barberin nói thế rồi cầm lấy chiếc dây dắt và dịu dàng dỗ nó. Nào cô gái, đi đây, đi đây nào. Thế là con Rosette nghe theo không cưỡng lại nữa. Ra tới đường, bác lái cột nó vào sau xe. Nó đành phải bước líu díu theo con ngựa. Chúng tôi trở vào nhà rồi, nhưng mãi một lúc lâu vẫn còn nghe thấy tiếng nó giống. Thế là chẳng còn sữa, chẳng còn bơ nữa. Buổi sáng một màu bánh mì suông, buổi chiều khoai tây chấm muối. Bán con rosette được ít hôm thì tới ngày thứ ba ngả mặn sau tuần chay. Bốn, Năm trước, nhân dịp này má Barberin đã thiết tôi một bữa bánh kẹp và bánh rán ra cho. Tôi ăn nhiều, rất nhiều, khiến má hết sức vui thích. Nhưng mà hồi đó còn con rosette nên còn sữa để nhào bột và có bơ để rán. Bây giờ không còn con rosette thì cũng chẳng có sữa, chẳng có bơ, chẳng có ngày thứ ba ngả mặn nữa rồi. Tôi buồn rầu nghĩ bụng thế. Nhưng má Barberin đã dành cho tôi một sự bất ngờ. Xưa nay má vốn không quen vay mượn, nhưng lần này má cũng cố vay của bà hàng xóm này một chén sữa, của bà kia một miếng bơ. Vì thế, đến trưa tôi về nhà thì thấy má đang chốt bột vào một nồi đất lớn. Ơ này, bột mì, tôi vừa nói thế, vừa lại gần má. Má mỉm cười trả lời, phải rồi, đúng là bột mì đấy, Remy À. Bột mì trắng hảo hạng, này con xem, mùi thơm phức tôi không có gan hỏi má lấy bột ra làm gì chính vì tôi nóng lòng muốn biết quá nên tôi lại càng không dám hỏi vả lại tôi đã định giả vờ như không biết hôm nay là ngày thứ ba ăn mặn để khỏi tuổi lòng má má nhìn tôi hỏi người ta dùng bột mì làm gì nào làm bánh mì còn làm gì nữa khuấy cháo rồi còn làm gì nữa cha con không biết có con biết đấy nhưng con là một đứa trẻ ngoan nên con không nói ra đấy thôi con biết hôm nay là ngày thứ ba ăn mặn, tức là ngày bánh kẹp, bánh rán. Nhưng con thấy nhà không có sữa, có bơ nên con không nỡ nhắc đến, có phải không con? Ôi, má ơi, má đã đoán trước nên má xoay sở để cho ngày thứ ba ăn mặn của con không đến nỗi sáng ngắt. Này con nhìn vào trong cái thùng gỗ kia mà xem, tôi nhanh nhỏ mở nắp thùng lên thì quả thấy nào bơ, nào sữa, nào trứng, có cả ba quả táo nữa. Má nói đưa trứng đây cho má trong lúc má đập trứng, con vọt táo đi, tôi cắt táo ra từng khoanh, má đập trứng vào bột và đánh lên, thỉnh thoảng lại đổ vào một thìa sữa. Khi bột đã khuấy đều, má Barberin vần cái nồi lên trên cho nóng. Thế là chỉ còn đợi đến chiều thôi, vì đến buổi tối chúng tôi mới ăn bánh kẹp và bánh rán. Thú thật, cái ngày hôm đó, tôi thấy nó dài làm sao và đã đôi ba lần tôi chạy đến nhấc chiếc khăn phủ trên nồi bột để giòm thử. Má bảo, con làm thế lạnh bột mất rồi nó không dậy men tốt đâu. Nhưng bột dậy rất tốt, trên mặt bột, có những bong bóng phồng lên, vỡ lỗ chỗ. Từ cái nồi bột lên men ấy tỏa ra một mùi trứng và sữa ngon lành. Má bảo, con bẻ cho má một mớ củi vụn, phải đốt lửa cho đường, đừng có khói, rồi má thắp nến lên, con cho thêm củi vào lò đi, tôi làm ngay không đợi nói hai lần, và ngay sau đó, một ngọn lửa cao bốc cháy trong lò, ánh sáng ấy chập chờn tỏa ra khắp bếp. Má Barberin lấy cái chảo treo ở tường đặt lên bếp lò. Đưa bơ đây cho má, má lấy mũi dao xén một cục bơ bằng quả hồ đào cho vào chảo. Bơ chảy ra, reo xèo xèo. Ôi, cái mùi thơm làm nhỏ rãi, cái mùi thơm vì đã vắng lâu ngày nên càng kích thích miệng lưỡi ta. Ôi, khúc nhạc vui vẻ của chảo bơ lưu diêu tí tách trên lò. Tôi chăm chú theo dõi bản nhạc ấy, nhưng vẫn nghe như ở ngoài sân có tiếng chân người. Ai đến ám chúng tôi giờ này nhỉ? Hẳn lại là một bà hàng xóm sang xin lửa đây. Tôi không thèm chú ý, vì má Barberin vừa vục môi vào trong nồi đất, múc đổ vào lòng chảo một mẻ bột trắng tinh. Quả không phải là lúc nghĩ vơ vẩn đến chuyện khác, nhưng chính vào lúc bấy giờ thì có tiếng gậy lạch cạch trên bục cửa, rồi cánh cửa thình lình mở toang. Không ngoảnh cổ ra, má Barberin hỏi, ai đấy? Một người đàn ông bước vào, dưới ánh lửa chiếu táp vào người ông ta, tôi thấy ông mặc áo bờ lưu trắng, tay cầm cây gậy lớn. ông nói: sớm cục cằn ở đây người ta tiệp tùng gì đấy à? Xin cứ tự nhiên. má Barberin vội vàng đặt chảo xuống đất kêu lên: chào, trời ơi, ông jerome đấy ư? rồi má cầm tay tôi, đẩy tôi ra trước mặt người đó. ông ta vẫn đứng ở bục cửa. má nói: ba con đấy, chương hai, người bố nuôi. tôi tiến lại gần ông ta, định ôm ông ta. Nhưng ông ta lấy đầu gậy cản tôi lại, cái thằng này là thằng nào? Thằng Remy đấy, má nó có nói với tôi là, ờ, vâng, nhưng mà, không phải, bởi vì rằng. À, không phải, không phải, ông ta giơ cao chiếc gậy, đi lại chỗ tôi. Tự nhiên tôi lùi lại, nào, tôi đã làm gì sai trái? Tôi có tội tình gì? Tại sao lại đối xử với tôi như thế khi tôi chạy đến định ôm hôn ông Tôi chưa kịp suy nghĩ về những câu hỏi như vậy đang dồn dập trong đầu óc rối beng của tôi thì đã nghe ông ta nói, các người đang chuẩn bị ăn mặn ngày thứ ba đây. Thật là đúng lúc vì tớ đang đói ngấu. Ăn tối có gì, tôi đang làm bánh kẹp, tôi biết, nhưng mà má nó định cho một người mang 10 dặm đường trên đôi chân ăn bánh kẹp à? Nhà chẳng còn gì cả, tôi có biết ông về đâu? Sao, không còn gì à, không có gì ăn tối à? ông ta đưa mắt nhìn quanh nhà, có bơ đây này, ông lại đưa mắt lên trần nhà nhìn vào chỗ xưa kia vẫn treo mỡ lợn. Nhưng đã từ lâu các nóc treo trống trơ không có gì cả, chỉ có mấy túm hành và tỏi lùng lẳng ở xa nhà. Ông ta lấy gậy chọc cho một túm hành rơi xuống và nói, hành đây, bốn năm củ hành, một miếng bơ, thế là có một nồi súp ngon. Má nó hắn bỏ bánh kẹp ra và cho hành vào chảo phi đi. Bỏ bánh kẹp ở chảo ra. Má Barberin không cãi lại, chẳng những thế, bà còn vội vã làm theo lời chồng trong lúc ông ta ngồi trên chiếc ghế dài ở cạnh lò sưởi. Tôi không dám rời khỏi chỗ mà cái gậy của ông ta đã đẩy tôi lùi đến. Tôi đứng tựa vào chiếc bàn, để ý ngắm con người ông. Ông ta tuổi độ 50, vẻ mặt cục mịch, dáng người nhiệt ngã. Thương tích đã làm cho đầu ông lệch về bên phải và cái tật đó càng khiến cho người ta thấy trờn trợn khi nhìn thấy ông má tôi lại bắt chảo lên bếp. Ông Barberin nói, thế má nó định nấu súp với chút xíu bơ thế kia à? Rồi tự tay ông cầm đĩa bơ chút sạch vào chảo, thế là đi đời bơ, và cố nhiên cũng đi đời bánh kẹp. Giá như vào lúc khác thì chắc chắn cái tai họa ấy đã làm cho tôi xúc động lắm. Nhưng khi đó tôi chẳng còn bụng dạ nào mà nghĩ đến bánh kẹp và bánh rán nữa. Tôi chỉ còn băn khoăn về mỗi một việc, chính cái con người nhiệt ngã ấy lại là ba tôi. Ba tôi, ba tôi đó là mấy tiếng mà tự nhiên tôi lặp đi lặp lại như cái máy chưa bao giờ tôi hình dung rõ rệt như thế nào là một người cha tôi tưởng tượng lờ mờ rằng người cha chẳng qua chỉ là một người mẹ có giọng nói ồ ồ mà thôi đến nay khi nhìn thấy người cha ở đâu trên trời rơi xuống cho tôi đó tôi cảm thấy đau đớn hãi hùng vừa rồi tôi muốn ôm hôn cha tôi nhưng cha tôi đã lấy đầu gậy đẩy tôi ra tại sao vậy khi tôi hôn má barberin chẳng bao giờ má đẩy tôi ra cả trái lại má còn bế sốc tôi lên, ôm chặt tôi vào lòng. Ông ta bảo tôi đừng cứ sừng sững như trời trồng ấy, mau mà dọn bát đĩa ra bàn đi chứ. Tôi vội vàng tuân lệnh, súp đã chín, má Barberin múc ra đĩa. Thế là từ bên lò sưởi ông ta đứng dậy đi lại bàn ngồi xuống và bắt đầu ăn. Thỉnh thoảng ông chỉ ngừng lại để nhìn tôi, tôi không tài nào nuốt được, vì bối rối, lo ngại. Tôi cũng nhìn ông ta nhưng chỉ đám nhìn trộm khi gặp đôi mắt ông ta thì tôi lại cúi mặt xuống. Đột nhiên ông cầm thìa chỉ vào tôi, thường ngày thằng này nó ăn có khỏe hơn bữa nay không? Ồ, nó ăn được lắm chứ, mặc xác nó, ít ăn, hụt uống thì còn được. Tất nhiên là tôi chẳng muốn nói gì và cả má Barberin cũng không muốn bắt chuyện. Má đi đi lại lại quanh bàn, chăm chú phục dịch ông chồng. Ông ta lại hỏi tôi, mày không đói à? Không, thế thì đi ngủ đi, và cố ngủ ngay nhé, không thì tao nổi giận lên đấy. Má Barberin đưa mắt nhìn tôi, y muốn bảo tôi vâng lời đi, đừng có cãi lại. Nhưng lời dặn dò đó cũng thừa vì tôi không hề có ý chống đối. Như ở phần lớn nhà nông dân, nhà bếp của chúng tôi cũng dùng làm buồng ngủ. Cái bàn, cái thùng gỗ, cái tủ đựng bát đĩa, nói chung những đồ đạc được dùng cho việc dọn ăn đều kê cạnh lò sưởi. Ở phía bên kia là giường ngủ, giường của tôi ở xung quanh có trang diềm vải đỏ, tôi vội vàng cởi áo lên nằm. Nhưng không sao ngủ được, người ta không ngủ theo mệnh lệnh, người ta chỉ ngủ khi buồn ngủ và khi trong lòng yên tĩnh. Vậy mà tôi lại không buồn ngủ và trong lòng tôi cũng không yên tĩnh. Trái lại, tôi rất băn khoăn, hơn nữa còn đau khổ. Cái người ấy mà là cha mình ư? Là cha thì tại sao ông ta lại đối xử với mình tàn nhẫn thế? Úp mặt vào tường, tôi cố gắng xua đuổi những ý nghĩ ấy và mong ngủ thiếp đi theo lệnh của ông ta. Nhưng không tài nào nhắm mắt được giấc ngủ không đến và chưa bao giờ tôi lại thấy tỉnh táo như lần này một lúc sau không biết chừng bao nhiêu lâu tôi nghe thấy có người lại gần giường tôi nghe bước chân đó chậm chạp nặng nề kéo lê chân tôi biết ngay không phải là má barberin một hơi thở nóng hổi bay qua trên tóc tôi có tiếng thầm thì hỏi mày ngủ chưa tôi nhất định không trả lời vì mấy tiếng tao nổi giận lên vẫn còn văng vẳng bên tai tôi nó ngủ rồi đấy Má Barbarin nói hễ nằm xuống là ngủ ngay, nó quen thế rồi. Ông cứ nói, không sợ nó nghe thấy đâu, đáng lẽ tôi phải nói tôi chưa ngủ, nhưng tôi không dám. Người ta đã ra lệnh cho tôi ngủ, tôi không ngủ là có lỗi. Má Barbarin hỏi việc kiện tụng của ông đến đâu rồi, thua rồi, quan tòa xử tôi bị nạn là lỗi tại tôi tự dưng đứng dưới giàn giáo. Chủ thầu không phải đền đồng nào cả. Đến đấy, ông ta đấm bản đánh thỉnh một cái rồi lầu bầu chửi rủa không nói được một câu tử tế. Ngay sau đó, ông ta lại tiếp thua kiện, thầm mất, tật mang, nghèo đói, thế đấy. Thế mà còn chưa đủ đâu bước chân về đến nhà lại còn thấy người ta cưu mang một đứa trẻ. Má nó hãy nói rõ tôi nghe tại sao má nó không làm theo lời tôi dặn. Vì tôi không làm được, không mang nó đi chạy trẻ rơi nổi à? Một đứa bé nuôi bằng sữa mình và mình thương yêu thì sao đành lòng vứt bỏ đi như thế được? Có phải con đẻ của má nó đâu? ấy tôi cũng muốn làm theo lời ông bảo nhưng chính lúc đó nó lại ốm ốm mà phải nó ốm mâm nó đến chạy trẻ rơi như thế là không phải lúc phải không ông mang đến thì cũng bằng giết nó đi ấy thế khi nó đã khổ ốm rồi thì sao nào nó có khỏi ngay cho đông hết trận ốm này lại đến trận ốm khác nó ho tội nghiệp thằng bé nó ho nghe mà xót ruột ấy thằng nicola nhà ta mất đi cũng vì thế Tôi cảm thấy đưa thằng này ra tỉnh thì nó cũng đến chết như thằng bé ấy thôi. Thế còn sau đó, ngày tháng qua đi, tôi đã cố công lần nữa đến lúc đó thì tôi tưởng tốn ít nữa chẳng sao. Hiện giờ nó bao nhiêu tuổi rồi? Lên 8, thế thì năm nay lên 8, nó sẽ về cái chỗ mà đáng lẽ xưa kia nó phải về và như thế nó lại càng cảm thấy khó chịu hơn. Ấy làm như bà ngày trước chỉ tổ hại nó thôi. Ôi, ông Jerome ơi, ông đừng làm thế, đừng làm thế. Ai cấm đoán tôi, má nó tưởng nhà ta giữ nó mãi được đấy à? Một lúc im lặng, từ nãy tôi xúc động quá, cứ thấy nghẹn tắc ở cổ, bây giờ mới thở được. Giây lát sau má Barbary nói tiếp, chào ôi, thành phố Paris đã làm cho tính tình ông thay đổi đi nhiều quá. Trước kia chưa lên Paris ông không ăn nói như thế, cũng có lẽ, có điều này chắc chắn, Paris có làm cho tôi đổi tính thì nó cũng làm cho tôi què quạt nữa. Bây giờ làm thế nào nuôi được miệng bà, miệng tôi? Hết sạch cả tiền, con bò sữa bán mất rồi, mình đã chẳng có cái gì bỏ vào mồm, lại còn đi nuôi báo, cô một thằng bé không phải là con mình nữa hay sao? Nó là con tôi, chẳng phải là con bà mà cũng không phải là con tôi. Nó không phải cái hạng con nông dân. Trong lúc ăn tối tôi ngắm nó mãi, nó là một thằng bé ẻo lả, gầy còm, tay chân lẻo khèo. Nó sinh nhất vùng đấy, tôi có nói chuyện xấu đẹp đâu, sinh mà làm quái gì, chỉ cần khỏe thôi người ta có bẻ cái sinh ra mà ăn đâu, cứ nhìn đôi vai nó mà xem, có phải là con nhà lao động không? Nó là con nhà thành thị, ở đây chúng ta không cần cây ngự ấy. Tôi cam đoan với ông nó là một đứa trẻ ngoan, nó tinh khôn như một con mèo, và lại tốt bụng nữa. Nó sẽ làm lụng cho mình, trong lúc chờ đợi nó làm cho mình thì mình hãy làm cho nó đã. Mà tôi thì tôi không làm được nữa, thế đến khi bố mẹ nó đòi nó về thì ông nói sao? Bố mẹ nó à? nó có bố mẹ không đã chứ? Nếu có thì từ 8 năm nay, tất bố mẹ nó đã đi tìm nó và gặp nó rồi. Ôi chao, tôi thật là ngu xuẩn, cứ tin chắc là nó có bố mẹ. Một ngày kia bố mẹ nó sẽ đến xin nó và đền công bấy lâu mình nuôi nấng nó. Chẳng qua mình là một thằng ngây, một thằng ngốc, đừng tưởng rằng tã nó sang, có viền gen, thì tất bố mẹ nó sẽ đi tìm nó. Có lẽ bố mẹ nó chết cả rồi cũng nên, nếu bố mẹ nó chưa chết, và một ngày kia họ đến hỏi chúng ta thì thế nào? Tôi thì tôi tin chắc là họ sẽ đến. Đàn bà thật là khó nói. Đã muốn cái gì thì cứ giữ khư khư. Nhưng mà nếu họ đến thì thế nào cơ chứ? Thì mình bảo họ lại chạy trẻ rơi mà hỏi. Thôi nói thế đủ rồi. Câu chuyện này làm tôi bực mình lắm. Ngày mai tôi sẽ dẫn nó đến ông xã trường. Bây giờ tôi lại thăm bác François một chút. Trường một tiếng tôi về. Cánh cửa mở ra rồi đóng lại. Ông ta đi rồi. Tôi vùng dậy và gọi má Barberin. Ôi, má ơi, má chạy đến bên giường tôi. Má không để con đi chạy trẻ rơi, phải không hả má? Không lê mi của má à? không đâu. Và má ôm chặt tôi vào lòng, hôn tôi âu yếm. Sự vuốt ve của má làm tôi hời giả, nước mắt ngừng chảy. Má dịu ngọt hỏi, thế con không ngủ à? Nào phải tại con, má không mắng con đâu. Thế ông Jerome nói gì? Con nghe hết cả chứ? Vâng, con nghe nói má không phải là mẹ đẻ của con mà ông ấy cũng không phải là cha đẻ của con tôi nói câu ấy với hai giọng khác nhau tôi đau buồn nhận thấy má không phải là mẹ đẻ tôi nhưng tôi lại thấy sung sướng gần như tự hào vì ông ta không phải là cha tôi hai tình cảm trái ngược nhau bộc lộ qua giọng nói nhưng má barberin hình như không chú ý gì đến cái đó má nói đáng lẽ ra má phải nói thật với con từ trước kia nhưng con ăn ở với má con đẻ cũng không bằng, cho nên má không đành lòng bỗng dưng nói cho con biết má không phải là mẹ đẻ của con. Con ơi, con đã nghe thấy đấy, không ai biết mẹ đẻ của con cả. Bà ấy còn sống hay đã chết rồi, nào ai hay? Vào một buổi sáng Paris, ông Jerome đi làm, qua một phố rộng rãi có trồng cây, phố Breteuil, thì bỗng nghe có tiếng trẻ con khóc. Tiếng khóc hình như từ trong hốc cổng khu vườn vọng ra. Hôm đó vào tháng 2, lúc trời tang tảng sáng, ông bèn đi lại gần cửa và trông thấy một đứa trẻ nhỏ nằm ở trên bục cửa. Ông nhìn ra chung quanh xem có ai không để gọi thì chợt thấy một người đàn ông ở đằng sau một gốc cây to chạy ra rồi biến mất. Chắc hẳn là người đó đã giấu đứa trẻ ở khung cửa và đứng rình xem có ai nhặt nó không. Thế là ông Jerome đâm ra lúng túng vì đứa nhỏ la hét ầm lên. Hình như nó hiểu là có người đến cứu nó, nên nó không muốn bỏ lỡ dịp này. Trong lúc ông Jerome còn chưa biết xử trí ra sao thì nhiều người thợ khác cũng vừa đến và mọi người bàn là phải đem đến trình ông cảnh sát trường. Thằng bé thì vẫn cứ la hét, người ta tưởng nó rét. Nhưng khi vào phòng giấy của ông cảnh sát trường, phòng nòng ấm thế mà nó vẫn cứ kêu, thì người ta đoán là nó đói. Người ta chạy đi tìm một bà hàng xóm cho nó bú. Nó vồ ngay lấy vú, quả là nó đang đói ngấu, rồi người ta đem nó đến trước lò sưởi cởi áo nó ra. Nó là một đứa bé trai độ 5-6 tháng, nước da hồng, to béo, thật kháu khinh. Cứ nhìn những tã đùm bọc nó cũng đủ biết nó là con nhà rồng. Chắc nó là một đứa trẻ người ta đánh cắp rồi đem vứt bỏ. Đó là lời giải thích của ông cảnh sát trường. Thế bây giờ đem nó đi đâu? Sau khi chép lời khai của ông Jerome và ghi vào giấy hình dạng đứa trẻ cùng với mấy cái tã không có dấu hiệu, ông cảnh sát trưởng tuyên bố sẽ đưa nó lại trại trẻ rơi nếu trong số người có mặt không có ai nhận nó mang về nuôi đứa trẻ trông xinh xắn lành mạnh chắc là bố mẹ nó sẽ tìm ra và sẽ trọng thưởng người nuôi nấng nó thế là ông jerome tiến lên và nhận nuôi đứa trẻ và người ta giao nó cho ông ta hồi đó trinh má cũng có một đứa con cùng lứa tuổi với nó đối với má thì nuôi cả hai đứa má cũng chẳng ngại do đó má đã trở thành mẹ của con vậy ôi má Má ơi, được ba tháng thì má bỏ mất đứa con của má, do đó má lại càng quý con hơn nữa. Má quên hẳn con không phải là con đẻ, nhưng khốn thay, ông Jerome thì ông ấy lại không quên. Sau ba năm không thấy bố mẹ con đi tìm kiếm con hoặc là có tìm mà không gặp thì ông ấy định cho con vào trại trẻ rơi. Vừa rồi, con đã nghe rõ tại sao má không vâng theo lời ông ấy. Tối, biếu chặt lấy má, kêu lên, chào ôi, con không đi trại đâu má Barberin ơi, con van má, má đừng đưa con đi chạy trẻ rơi. Không đâu, con của má à, con không phải đi chạy đâu. Má sẽ thu xếp xong. Ông Jerome không phải là người độc ác, để rồi xem. Chỉ vì buồn phiền, vì sợ lâm vào cảnh cùng quẫn nên ông ấy gắt gỏng. Ông ấy và má sẽ lo làm ăn và con cũng vậy. Vâng, muốn gì con cũng xin vâng, nhưng đừng có đi chạy. Con không phải đi chạy nhưng với điều kiện là con phải ngủ ngay đi. Không được để cho ông ấy khi về vẫn thấy con còn thức. Sau khi hôn tôi, má nâng đầu tôi lên, cho quay mặt vào tường. Tôi muốn ngủ ngay, nhưng lòng sao xuyến và xúc động quá, khó mà ngủ được. Vậy ra má Barberin, má tốt với tôi thế, âu yếm tôi thế, mà lại không phải là mẹ thật của tôi. Thế thì một người mẹ thật sẽ như thế nào nhỉ? Ồ, không, không thể có như thế được nhưng mà theo tôi hiểu và cảm thấy rõ ràng, thì một người cha đẻ tất không khắc nghiệt như ông Jerome và không đời nào lại dơ gậy lên và nhìn tôi bằng con mắt lạnh lùng như thế. Ông ta muốn đưa tôi vào trại trẻ rơi, liệu má Barberin có giữ nổi không? Trại trẻ rơi là cái gì? Ở trong làng có hai đứa trẻ người ta thường gọi là trẻ trại. Mỗi đứa đeo ở cổ một cái thẻ bằng chì có khắc chữ số. Chúng nó dơ bẩn và ăn mặc lôi thôi. Người ta chế nhạo chúng, có khi đánh đập nữa những trẻ khác thường hay nghịch ác đuổi chúng như đuổi chó chạy lạc để chơi vì một con chó lạc thì không ai bênh vực Chào ôi tôi không muốn như những đứa trẻ con ấy một tí nào cả tôi không muốn người ta đuổi theo tôi mà la ó đi về trại đi đi về trại chỉ nghĩ đến bấy nhiêu thôi cũng đủ làm cho tôi lạnh toát cả người hai hàm răng đập vào nhau lập cập tôi vẫn chưa ngủ được mà ông barberin thì sắp về rồi Mày thay ông ta không về sớm như ông ta đã báo trước và tôi đã ngủ thiếp đi trước khi ông ấy về. chương 3, gánh xiếc của ông cụ VITALIS. Chắc chắn là suốt đêm tôi đã ngủ chập chờn trong nỗi yêu phiền và sợ hãi. Cho nên sáng dậy, cử động đầu tiên của tôi là sờ cái giường và nhìn xung quanh để yên trí là người ta chưa đem tôi đi chỗ khác. Suốt buổi sáng ông Barberin không nói gì với tôi cả. Tôi những tưởng người ta đã bỏ cái dự định đem gửi tôi vào trại trẻ rơi rồi hẳn là má Barberin đã khuyên nhủ ông ấy cho nên ông ấy giữ tôi lại. Nhưng khi nghe thấy tiếng đồng hồ báo 12 giờ trưa, ông Barberin bảo tôi đội mũ cát kết đi theo ông ta. Sợ quá, tôi đưa mắt nhìn má Barberin để cầu cứu, nhưng má kín đáo ra hiệu bảo tôi phải tuân theo. Đồng thời má khoa tay như để bảo tôi cứ yên lòng, không có việc gì đâu mà sợ hãi. Thế là không một lời cãi lại, tôi đi theo ông Barberin. Từ nhà chúng tôi đi tới xã, đường khá xa, đi phải mất ngót một tiếng đồng hồ. Trong lúc đi đường, ông Barberin không nói với tôi nửa lời. Ông đi trước, bước nhẹ nhẹ, khập khà khập khiễng, đầu không nhúc nhích. Thỉnh thoảng ông quay cả người lại để xem tôi có đi theo ông không. Không biết ông ấy định đưa mình đi đâu thế này, câu hỏi đó làm tôi lo ngại, mặc dù má Barberin đã ra hiệu cho tôi vững dạ. Tôi có cảm giác sẽ có tai họa gì đến với tôi đây, nên tôi định trốn đi cho xong. Do đó, tôi cố đi chậm lại sau, định rằng khi đã cách xa ông ta khá xa tôi sẽ nhảy ngay vào cây hào bên đường. Hẳn ông ta khó lòng mà đuổi kịp, ban đầu ông ta chỉ bảo tôi theo sau gót ông thôi. Nhưng rồi chừng như đoán được ý định của tôi, ông nắm lấy cổ tay tôi kéo đi. Thế là đành phải tuân theo ông ta, chúng tôi cứ thế đi trong làng, đi đến đâu ai cũng ngoảnh cổ lại nhìn vì tôi có vẻ một con chó cắn cản bị người ta nắm xích lôi đi khi chúng tôi đi qua quán cà phê một người đứng ở bục cửa gọi ông barberin và mời ông ta vào ông ta kéo tay tôi đẩy tôi vào trước tự mình theo sau rồi đóng cửa lại trong lúc ông barberin ngồi vào một cái bàn cùng với lão chủ quán đã mời ông ta thì tôi đến bên gần lò sưởi đưa mắt nhìn chung quanh ở góc đối diện với góc tôi có một cụ già cao lớn dâu tóc bạc mặc bộ quần áo kỳ quặc tôi chưa từng thấy bao giờ một chiếc mũ cao bằng giả có cắm lông chim xanh đỏ chụp trên mớ tóc lòa xoa từng món dài phủ vai ông cụ một tấm áo da cừu bó chặt người ông cụ mặt có lông quay vào trong tấm áo da đó không có ống tay nó chỉ có hai cây lỗ khoét trên vai từ đó thỏ ra hai cánh tay mặc áo nhung thứ nhung trước kia có lẽ màu xanh lơ chân ông cụ đi đôi ủng bằng len cao đến tận đầu gối quanh ủng có những dây băng đỏ quấn chéo chẳng chịt Ông cụ ngồi duỗi dài trên ghế, cầm tì vào lòng bàn tay phải, một chân co lại, khuỷu tay đặt trên đầu gối. Tôi chưa bao giờ trông thấy một người có dáng ngồi bình tĩnh như thế. Ông cụ giống hệt một tượng thánh bằng gỗ ở nhà thờ làng. Gần ông cụ có ba con chó rúc dưới ghế. Chúng mải mê sưởi lửa, không động đậy. Một con chó sủ trắng, một con chó cục tai lông đen, một con chó cái lông xám vẻ khôn ngoan và hiền lành. Con chó xù lông trắng đội một chiếc mũ lính cũ có dây da quảng xuống dưới cổ. Trong lúc tôi đang tò mò và kinh sợ ngắm nhìn ông cụ thì ông Barberin và lão chủ quán nói chuyện với nhau. Tôi nghe thấy họ nói chuyện về tôi. Ông Barberin nói rằng ông đưa tôi tới xã để gặp ông xã trưởng can thiệp với trại trẻ rơi hàng tháng cấp cho ông ta một khoản tiền để nuôi tôi. Hóa ra mà Barberin đã nói cho ông ta chịu nhận cách giải quyết đó. Tôi hiểu ngay là nếu ông Barberin thấy giữ tôi lại mà có lợi thì tôi chẳng có gì đáng lo ngại cả. Cụ già vẫn theo dõi câu chuyện. Tuy không có vẻ để ý, bỗng ông cụ giơ tay về phía tôi và hỏi ông Barberin với giọng lơ lớ của người ngoại quốc. Ông lúng túng vì chú bé này đây hả? À? Chính nó đấy. Thế ông tưởng rằng ban quản trị trại tế bẩn hàng tháng sẽ cấp cho ông một khoản tiền vú em để nuôi nó à? Hẳn chứ. Nó không có bố mẹ mà tôi nuôi nó thì cũng phải có người bỏ tiền ra cho nó chứ tôi tưởng cái đó công bằng nào tôi có bảo là không đâu nhưng anh tưởng ở đời này cái gì công bằng thì đều thực hiện được cả hay sao ồ cái đó tất nhiên là không rồi này tôi chắc rằng chẳng bao giờ ông xin được tiền trợ cấp hàng tháng cho nó đâu thế thì vào trại trẻ rơi vậy chẳng có luật pháp nào bắt buộc tôi phải nuôi nó ở nhà tôi nếu tôi không muốn chứa nó trước kia ông đã bằng lòng nhận nó đem về nhà nuôi thế có nghĩa là ông đã cam kết giữ nó tôi sẽ không giữ nó nữa vì phải đuổi nó ra ngoài đường thì tôi cũng sẽ tống cổ nó ra không mần ngại sau một lúc suy nghĩ cụ già nói tiếp cũng có cách tống cổ nó ngay bây giờ được hơn thế tống đi mà còn kiếm được chút ít nữa kia nếu cụ bảo cho tôi cách ấy tôi sẽ đãi cụ một chai rượu đãi một cách vui lòng ông ấy gọi rượu đi rồi việc của ông xong ngay cho mà coi chắc không chắc ông cụ rời chiếc ghế lại ngồi trước mặt ông barberin thật lạ lùng tôi không hiểu tại sao khi ông cụ đứng dậy thì ở dưới tấm da cừu có một chỗ đậu đậy và nhô lên hình như ông cụ có kẹp một con chó ở dưới cánh tay trái thì phải ông cụ sắp nói gì việc gì sắp xảy ra đây tôi nhìn theo ông cụ mà lòng thắt lại điều ông mong muốn là thằng bé này đừng có ăn bám vào ông nữa hoặc giả nó cứ tiếp tục ăn thì phải có người chịu cho ông có phải thế không đúng thế bởi vì rằng ồ lý do vì sao tôi không cần biết cái đó không can gì đến tôi. Tôi chỉ cần biết ông không muốn nuôi nó nữa. Nếu quả như vậy thì ông cho quách tôi, tôi sẽ gánh vác đỡ ông. Cho cụ, cha, cha, thế không phải ông muốn tống cổ nó đi là gì? Một đứa trẻ như thằng bé này mà đem cho đi à? Một thằng bé xinh xắn thế, quả là nó xinh, cụ thử nhìn nó mà xem, tôi đã nhìn nó rồi. Remy lại đây, tôi run lẩy bẩy đi lại gần bàn. Ông cụ nói, nào nào, đừng sợ. Cháu, cụ nhìn nó xem, ông Barberin nói tiếp, nào tôi có bảo nó là một thằng bé xấu xí đâu. Nếu thằng bé xấu xí, tôi đã trả thèm, những cuộc quái thai thì việc gì mà tôi chuốc lấy, ôi chao, giá nó họt con quái hai đầu, hoặc chỉ là một thằng lùn thôi, thì, thì ông đã chẳng nói đến chuyện cho nó vào trại, chắc ông cũng thừa biết là một con quái lại rất có giá trị, vì người ta có thể dùng nó để kiếm tiền bằng cách cho thuê hoặc chính mình kinh doanh nhưng mà cái thằng bé này nó lại chẳng phải là một thằng lùn mà cũng không phải là một con quái nó bình thường như mọi người khác chẳng được tích sự gì được chứ nó làm được chồng nó yếu lắm nó mà yếu à thôi xin cụ nó khỏe như người lớn ấy và rắn chắc không có bệnh tật gì này cụ hãy thử nhìn bộ giò mà coi cụ đã thấy bộ giò nào thẳng như thế chưa ông barberin vén quần tôi lên ông già nói mảnh khảnh quá ông ba bơi nói tiếp lại còn tay nó tay nó cũng như chân thôi tạm tạm dùng được nhưng mà chẳng chịu nổi mệt nhọc và nghèo khổ đâu nó mà không chịu đựng được à cụ cứ thử nớn đi xem nào ông cụ đưa bàn tay gầy guộc sờ nắn chân tôi lắc đầu và bĩu môi tôi đã được chứng kiến một cảnh giống như thế khi lái đến mua con bò của chúng tôi lão lái cũng lắc đầu cũng bĩu môi chê con bò cái không tốt không bán lại được thế nhưng rồi lão cũng mua và dắt bỏ đi ông cụ này có mua tôi không ôi má barberin ơi má barberin ơi khốn thay má không có ở đây để che chở cho tôi nếu tôi không sợ thì tôi đã nói toạc ngay ra rằng vừa mới hôm qua ông barberin chê tôi là ẻo là chân tay gầy còm nhưng tôi biết rằng có ngắt lời ông ta cũng không đi đến đâu mà chắc chắn là ăn đòn nên tôi cứ ngồi im cụ già nói nó là một đứa trẻ bình thường như vô số đứa trẻ con khác sự thực là thế nhưng mà nó là một đứa trẻ thành thị do đó mà về công việc đồng áng chắc chắn là nó không làm được gì đâu hãy thử để cho nó đánh bò cho người ta cầy rồi xem nó làm như vậy được bao lâu mười năm trả được một tháng nhưng mà cụ hãy cứ nhìn nó xem đã ông cứ nhìn lấy tôi đứng ở đầu bàn giữa ông barberin và ông cụ già hết bị ông này đẩy qua rồi bị ông kia xô lại thôi được ông cụ nói mặc dầu nó thế nào tôi cũng cứ nhận nhưng mà tất nhiên tôi không mua nó đâu, tôi chỉ mướn nó thôi. Tôi trả ông 20 phở răng một năm, 20 phở răng, hừ, thế là được giá đấy. Tôi lại trả tiền trước, ông đã được 4 đồng bạc 5 đồng, mà còn đẩy được thằng bé đi nữa. Nhưng mà nếu tôi giữ nó lại thì chạy trẻ rơi sẽ trả cho tôi mỗi tháng những trên 10 phở răng cơ. Ta hãy nói là 7 hoặc 8 thì đúng hơn, tôi biết rõ giá cả mà. 7, 8 đồng nhưng ông phải nuôi nó, nó sẽ làm việc chứ. Nếu ông tin là nó làm lụng được thì ông đã chẳng muốn tống cổ nó đi. Người ta nhận trẻ con ở trại về nuôi không phải là để trông vào số tiền trợ cấp hàng tháng về nó, mà để nó làm cho mình. Người ta dùng nó làm đầy tớ, một thứ đầy tớ có trả tiền ăn cho mình mà mình khỏi phải trả công. Một lần nữa, có phải nếu thằng bé này nó giúp ích được gì cho ông thì ông đã giữ nó lại, phải không nào? Gì đi nữa tôi vẫn cứ được 10 phở răng, nếu trái lại chạy trẻ, trẻ rơi không giao nó cho ông mà giao cho người khác thì ông chẳng được hưởng sơ muối gì. Với tôi thì không có gì bấp bênh cả. Ông chỉ việc chia tay ra là có tiền ngay. Cụ già móc áo lấy ra một cái túi đựng bạc bằng da, moi bốn đồng xỉa lên bàn kêu long cong. Ông babarin kêu to, cụ cứ tin rằng rồi tất có ngày thằng bé này tìm thấy bố mẹ nó. Cái đó ích gì, sao lại không, người nào nuôi nó sẽ có lợi chứ nếu tôi không tính toán về khoản đó thì tôi đã chẳng giấc nó về làm gì câu nói của ông barberin nếu tôi không tính toán về khoản đó thì tôi đã chẳng giấc nó về làm gì làm cho tôi ghét ông ta thêm chút nữa con người mới xấu xa làm sao cụ già nói và bây giờ chính vì ông chẳng còn trông mong gì vào bố mẹ nó nữa cho nên ông mới đuổi cổ nó đi giả thử một ngày kia bố mẹ nó đến thì sẽ hỏi ai tất nhiên là hỏi ông thôi chứ không hỏi tôi vì họ có biết tôi đâu. Có phải thế không ông? Thế còn nếu chính cụ tìm thấy bố mẹ nó, vậy thì chúng ta hãy thỏa thuận với nhau thế này. Nếu một ngày kia bố mẹ nó đến thì chúng ta sẽ chia nhau mối lợi. Đồng ý thế thì tôi đưa giá lên 30 phở răng đấy. Hãy nâng lên 40 đi. Không được, cứ cái công việc nó sẽ làm cho tôi thì không thể tính giá ấy được. Thế cái công việc ấy là việc gì mới được chứ? Nói là chân phải khỏe thì đúng là chân nó khỏe nói là tay phải khỏe thì đúng là tay nó khỏe. ý kiến tôi vẫn như cũ, nhưng mà theo cụ, cụ cho rằng nó làm công việc gì thì thích hợp. ông cụ nhìn bố nuôi tôi một cách diễu cợt, nhấp từng ngụm nhỏ rượu và nói để nó cùng đi với tôi cho có bầu có bạn. tôi già rồi, đôi khi đêm đến, sau một ngày làm việc mệt mỏi, những hôm xấu trời, tôi thấy trong lòng buồn bã, thì nó sẽ giải muộn cho tôi. ừ, ừ dùng vào việc ấy thì chắc bộ giò nó không thừa ra đấy chẳng khỏe lắm đâu vì phải múa phải nhảy phải đi rồi sau khi đi lại phải nhảy nữa tóm lại là nó sẽ nhập vào gánh xiếc của cụ vitalis thế gánh xiếc của cụ vitalis đâu cụ vitalis là tôi đây như ông đã đoán còn gánh xiếc ông muốn biết tôi sẽ giới thiệu với ông nói xong ông cụ mở tấm da cừu lấy tay lôi ra một con vật kỳ lạ mà cụ đang kẹp dưới cánh tay trái à Thế ra chính con vật này đã mấy lần đội tấm da cừu lên. Có lúc tôi đã đoán dưới đó có một con chó con, nhưng con này không phải là con chó như tôi đoán. Nó là con vật gì vậy? Mà có chắc nó là một con vật gì không chứ? Mới trông thấy con vật kỳ quái ấy lần đầu, tôi kinh ngạc ngắm nó, không biết nó là con gì đây. Nó mặc một chiếc áo bờ lu màu đỏ viền chỉ vàng óng ả, à, nhưng chân tay thì để trần. Phải, đúng là chân tay chứ không phải là cẳng đông chỉ có cái là da chân và da tay đen chứ không trắng mà cũng không hồng đầu nó cũng đen và to gần bằng nắm tay tôi mặt nó rộng và ngắn mũi hết canh mũi dạng da đôi môi vàng vàng nhưng mà cái làm tôi chú ý nhất là đôi mắt nó rất gần nhau hết sức linh hoạt lóng lánh như gương ông barberin kêu ôi cái con khỉ gớm chết câu nói đó làm cho tôi hết sức kinh ngạc tuy tôi chưa trông thấy giống khỉ bao giờ nhưng mà ít ra tôi cũng đã nghe nói đến thì ra trước mắt tôi không phải là một đứa con nít da đen mà chỉ là một con khỉ. Cụ già Vitalis nói, đây là kép nhất của gánh chúng tôi, Joliker Này anh bạn Joliker hãy chào khán giả đi. Joliker khép bàn tay đưa lên môi và gửi đến tất cả mọi người một cái hôn. Giơ tay về phía con chó sủ trắng, ông cụ nói tiếp, bây giờ đến lượt các tài tử khác. Ngài Capi sẽ hân hạnh giới thiệu các bạn của ngài với chư vị khán giả có mặt ở đây. Nghe lệnh đó con chó sủ trắng đang nằm yên không nhúc nhích bỗng vùng dậy, đứng thẳng mình lên trên hai chân sau, khoanh hai chân trước lên ngực rồi cúi dạp xuống chào chủ nó, cúi đến nỗi chiếc mũ lính của nó chấm sát đất. Làm xong nghi thức ấy, nó ngoảnh về phía các bạn nó, một chân vẫn tỉ lên ngực, chân kia thì ra hiệu cho chúng lại gần. Hai con chó kia từ nãy vẫn nhìn bạn chăm chú, thấy hiệu lệnh, chúng ưỡn người đứng phát lên và mỗi con chìa một chân cho nhau y hệt như người ta cắp tay nhau ở xã hội thượng lưu. Chúng trịnh trọng cùng bước lên sáu bước rồi lùi lại ba bước và nghiêng mình chào mọi người. Cụ Vitalis nói tiếp anh này tôi gọi là Capi, tiếng ý là Capitano, là đầu lĩnh bọn chó. Anh ta thông minh nhất, có nhiệm vụ truyền lệnh của tôi xuống. Cậu công tử có bộ lông đen này là chàng Zepino có nghĩa là gã điển trai, cái tên thật xứng với anh ta. Còn cái cô có vẻ thùy mị kia là tiểu thư Don Chê, một cô ăn lê duyên dáng, mà cái tên có nghĩa là dịu dàng thì hợp với cô ta. Với bọn đàn em tài hoa, mỗi người một vẻ đó, tôi đi chu du thiên hạ để sinh nhai. Sinh kế chúng tôi có lúc phất, có lúc eo, tùy vận đỏ đen. Capi, con chó xù trắng khoanh hai chân lại. Này Capi, anh bạn anh lại đây, anh hãy ngoan ngoãn nhé. Đây là những người lịch sử đối với họ tôi luôn luôn nói năng lễ độ. Anh có thấy chú bé đang nhìn anh với đôi mắt tròn xoe như hòn bi kia không? Anh hãy báo cáo cho chúng ta biết bây giờ là mấy giờ. Còn Capi bỏ chân xuống, lại gần chủ, vạch tấm áo ra cửu ra, lục trong túi di lê. Nó rút ra một chiếc đồng hồ quả quyết to bằng bạc, nhìn mặt đồng hồ rồi sủa lên hai tiếng thật phân minh. Sau khi sủa hai tiếng to và rõ ấy, nó lại sủa ba tiếng nhỏ hơn đúng là 2 giờ 3 khắc, năm tốt lắm, cụ Vitalis nói, cảm ơn anh Capi, bây giờ phiền anh mời cô Don Che nhảy dây cho chúng tôi xem với nào. Capi bèn lại túi áo chủ lấy ra một đoạn dây thừng. Nó ra hiệu cho con Zepino, con này chạy ngay lại đứng trước mặt nó. Capi tung cho bạn một đầu dây thừng và cả hai con nghiêm chỉnh quay chiếc thừng. Khi dây thừng quay đã đều rồi thì con Don Che lao mình vào nhảy, nó nhảy nhẹ nhàng đôi mắt đẹp và âu yếm ngước nhìn chu đấy không xem cụ già nói những đứa học trò của tôi đều thông minh cả nhưng mà phải có sự so sánh thì mới biết chúng thông minh đến trường nào vì vậy tôi mượn thêm chú bé này vào gánh chú ta sẽ đóng một vai đần độn để cho người ta thưởng thức bội phần tài nghệ của bọn môn đồ của tôi ồ để đóng vai ngu xuẩn ông barberin ngắt lời thì cần phải có trí thông minh ông già nói tiếp và tôi chắc rằng chú bé này cũng thừa trí thông minh khi đã được học tập vài bài. Rồi chúng ta sẽ thâu rõ thôi, ngay bây giờ cũng có thể xét nghiệm được. Nếu chú bé thông minh thì chú sẽ hiểu ngay rằng theo ông cụ Vitalis chú sẽ có cái may mắn được chu du trên đất nước Pháp và trên 10 nước khác nữa. Chú bé sẽ sống một cuộc đời tự do, chứ không phải lẹo đẽo sau đuôi bò, ngày nào cũng như ngày nào, từ sáng chi tối dẫm đi dẫm lại loanh quanh mỗi một cánh đồng nếu chú không thông minh thì chú sẽ kêu gào khóc lóc. Ông già Vitalis vốn không ưa những đứa trẻ hư nên ông sẽ không đem chú đi với ông nữa. Thế là đứa trẻ hư phải vào trại trẻ rơi, ở đó trẻ con phải làm việc nhiều, mà ăn thì trả được bao nhiêu. Tôi cũng đủ sức thông minh để hiểu những lời nói ấy. Nhưng mà từ chỗ thấu hiểu cho đến chỗ làm được còn phải vượt qua một quãng đường dài lạ lùng. Bọn học trò của cụ Vitalis ngộ nghĩnh và buồn cười đáo để rồi luôn luôn được đi dạo chơi cũng thích, nhưng đi theo họ, dạo chơi với họ thì phải xa má Barberin, hẳn là tôi phải vào trại trẻ rơi thôi. Tôi đang bối rối, nước mắt lưng tròng thì ông cụ Vitalis lấy đầu ngón tay vỗ khẽ lên má tôi, nói, này, chú bé hiểu rồi đấy vì chú không kêu la. Con người bé bỏng này rồi sẽ biết điều đấy và ngày mai, tôi kêu lên, chào ôi, thưa ông, cháu van ông, xin ông hãy để cháu ở lại với má Barberin tôi vừa nói tới đó thì một tiếng sổ lớn của con capi ngắt lời tôi cùng lúc ấy nó nhảy sổ lại bàn jolico ngồi thì ra chú khỉ đã thừa lúc mọi người quay về phía tôi để nhẹ nhàng vơ lấy cái cốc rượu đầy của chủ mà uống nhưng con capi vốn luôn luôn có ý thức phòng gian nó để ý thấy trò bợm của chú khỉ thế là nó ngăn chặn ngay vì nó là một đầy tớ trung thành với giọng nghiêm khắc ông cụ vitalis nói ông jolico ạ à, Ông là một tên thăm ăn và là một thằng ăn cắp mời ông ra chỗ xó kia đứng quay mặt vào tường anh Zepino, anh hãy đứng canh nó hễ nó động đậy thì cho nó một cái tát nên thân còn anh capi anh là một con chó khôn đấy anh hãy đưa chân ra cho tôi bắt mừng anh nào trong lúc con khỉ vừa thi hành lệnh phạt vừa kêu lý nhí trong cổ thì con chó sung sướng và kiêu hãnh giơ chân ra cho chủ bắt Ông cụ Vitalis nói tiếp bây giờ chúng ta trở lại câu chuyện của chúng ta đi. Tôi trả ông 30 phở răng đấy, không, 40 mới được, cuộc mặc cả diễn ra, nhưng được một lát thì cụ già ngừng lại nói, chú bé đứng đây mãi chắc cũng buồn, cho chú chạy ra ngoài sân chơi đi, cụ vừa nói vừa ra hiệu cho ông Barberin, ông này bèn bảo tôi, phải đấy, thằng này ra sân chơi đi, khi nào tao gọi hãy vào. Đừng vào trước mà tao nổi nóng lên đấy, chỉ có cách nghe theo thôi tôi đi ra ngoài sân nhưng chẳng còn bụng dạ nào mà chơi đùa được tôi ngồi xuống hòn đá và trầm ngâm nghĩ ngợi số phận tôi đang được định đoạt trong giờ phút này chẳng biết nó ra sao vừa rét lại vừa hồi hộp lo âu nên người tôi run cầm cập cụ vitalis và ông barberin bàn cãi với nhau khá lâu mãi hơn một tiếng đồng hồ sau vẫn chưa thấy ông này ra sân nhưng rồi ông barberin cũng đi ra ông đi có một mình ông ấy tìm tôi để trao cho cụ vitalis chăng ông ta nói, ta đi thôi, về nhà, về nhà, tôi khỏi phải xa lìa mã Barberin ư. Tôi muốn hỏi ông ta nhưng không dám, vì ông ta có vẻ cáu kỉnh lắm. Trên đường về nhà chẳng ai nói gì cả, nhưng độ 10 phút trước khi đến nhà, ông Barberin đang đi trước bỗng dừng lại. Ông ta sách tay tôi và nói, này thằng kia, dù mày chỉ kể lại một câu về những điều mày nghe thấy hôm nay thì mày cũng sẽ biết tay tao. Liệu hồn đấy, chương 4, nhà mẹ, chúng tôi về đến nhà thì má barberin hỏi nào ông xã trưởng nói thế nào tôi không gặp ông ấy thế nào ông không gặp ông ấy à không tôi gặp mấy ông bạn già ở quán cà phê đức bà khi ra thì muộn quá ngày mai tôi sẽ đến tòa xã trưởng như thế hẳn là ông barberin đã dứt khoát cắt đứt việc mua bán với ông cụ làm xiếc chó rồi trên đường về tôi lờn vờn nghĩ ông barberin mà dắt tôi trở về nhà như thế này là có âm mưu gì đây nhưng câu trả lời cuối cùng của ông Barberin với má tôi đã đánh tan mọi ngờ vực. Dĩ nhiên là ông Barberin đã từ chối những điều kiện của ông cụ Vitalis cho nên mới định đến gặp xã trưởng vào ngày hôm sau chứ. Tuy thế, mặc những lời ông ta đe dọa, tôi cũng đã nói điều nghi ngờ của tôi với má nếu có được giây lát ngồi một mình với má. Nhưng suốt buổi tối, ông Barberin không ra khỏi nhà, và cho đến lúc đi ngủ, tôi vẫn không có dịp nói chuyện với má lên giường nằm tôi tự ngủ đến mai vậy. Hôm sau, thức dậy, tôi không tìm thấy má Barberin, má con đông, má mày xuống làng chưa mới về, không hiểu sao sự vắng mặt của má khiến tôi đâm lo ngại. Tối hôm qua má không hề nói má xuống làng kia mà. Quá trưa chúng tôi cũng xuống làng, cớ sao má không đợi để cùng đi một thể. Má có về kịp trước khi chúng tôi ra đi hay không? Lòng tôi xe lại vì một nỗi lo mơ hồ, sợ gì tôi không biết rõ nhưng tôi cảm thấy có một mối nguy hiểm sắp xảy đến với tôi ông barberin nhìn tôi một cách kỳ quái cái nhìn đó làm tôi chả yên tâm tí nào tôi chạy ra vườn để tránh con mắt ông ta cái vườn không lớn lắm nhưng đối với chúng tôi rất quý vì nó nuôi sống chúng tôi trừ bột mì không kể còn thì những thức ăn trong nhà này hầu hết do nó cung cấp khoai đậu bắp cải củ cải cà rốt vì vậy không có tấc đất nào bỏ trống vì thế mà Barberin cũng cho tôi một góc để tôi trồng đủ thứ cây, cỏ, rêu. Hễ cứ buổi sáng đi chăn bò, tôi nhặt được thứ gì ở biên rừng hay chân rào là buổi chiều tôi trồng lại trong góc vườn, lẫn lộn, hú họa, thứ nọ cạnh thứ kia. Chắc chắn đây không phải là một khu vườn đẹp đẽ, có những con đường dài cát và những bồn hoa răng dây trồng toàn hoa quý. Khách qua đường không miền cổ nhòm vào qua cái hàng rào gai tươi xén bằng kéo. Nó chỉ có vậy thôi nhưng được cái nó là của tôi, nó đáng yêu cũng chỉ vì nó là của tôi. Nó là cuộc cải, là giang sơn, là sự nghiệp của tôi. Tôi xếp đặt nó tùy ý tôi, tùy thích thú mỗi lúc. Khi nói về nó, mỗi ngày tôi nhắc tới nó dễ đến vài mươi lần. Tôi gọi nó là cái vườn của tôi. Tôi thu thập và trồng những cây cỏ ấy mùa hè trước, thế thì đến mùa xuân nó phải mọc lên. Những giống sớm không cần đợi đến hết đông đã mọc, còn các giống khác thì lần lượt nối tiếp nhau. Chính vì vậy mà lúc bấy giờ, tính tò mò của tôi được kích thích tột độ. Các cây trường thọ bây giờ đã ra nụ, mỗi nụ nhú lên một chấm vàng ở bên trên. Cây tử đinh hương đâm những chồi lốm đốm tím và giữa mấy lá anh thảo nhăn nhíu, trồi lên những lộc sẵn sàng nở xòe ra. Các thứ này sẽ ra hoa như thế nào đây? Đó là điều mà ngày ngày tôi tọc mạch chờ xem, nhưng có một nơi khác trong mảnh vườn tôi theo dõi một cách hồi hộp chứ không phải chỉ tò mò ở khoảng ấy tôi trồng một thứ rau củ người ta cho tôi một thứ rau củ mà hầu như cả làng không ai biết đó là củ cúc vu người ta bảo củ cúc vu ngon hơn củ khoai tây nhiều vì nó có cái vị của artiso vừa có cái vị của củ cải và nhiều thứ rau củ khác nữa những điều báo trước tốt đẹp kia gợi cho tôi ý định dành một sự bất ngờ cho má barberin tôi không nói gì với má về giống cây người ta cho Tôi cứ việc trồng các củ ấy trong vườn tôi. Khi nó mọc lên, tôi cứ để cho má tưởng rằng đó là một loại hoa. Rồi một ngày nào đó, khi cúc vu đã già, tôi lợi dụng một buổi vắng mặt của má để bới củ, rồi tự tay tôi nấu nướng. Nấu thế nào đây, tôi không biết, nhưng trí tưởng tượng của con người ta khi bốc lên có đâu vướng vấp về một chi tiết nhỏ mọn như thế. Và khi má về ăn tối, tôi dọn cái món của tôi ra. Ai ngạc nhiên đây? Má Barberin, ai lấy làm thú vị đây? Cũng là má, bởi vì má con tôi đã có một món ăn mới thay thế cho món khoai tây trường kỳ và má Barberin cũng không thấy khổ sở lắm nữa vì nỗi đã bán con bò ru xét tội nghiệp. Cái người phát minh ra món ăn mới đó là tôi, phải chính tôi, Remy, như vậy tôi là người có ích trong gia đình. Biết tôi có cái chương trình ấy, tất hiểu vì sao tôi chăm chú mong đợi những củ cúc vu mọc lên đến thế ngày nào tôi cũng ra nhìn khoảnh đất trồng cúc vu sốt ruột quá tôi cứ nghĩ rằng không đời nào kiếp nào các củ ấy mọc mầm cả tôi đang quỳ gối chống tay xuống đất di mũi nhìn trong đám cúc vu thì bỗng nghe có tiếng ai gọi tôi giật giọng đó là tiếng ông barberin ông ta muốn gì đây tôi vội vã trở vào nhà tôi rất đỗi ngạc nhiên khi nhìn thấy ông cụ vitalis và bầy chó của ông cụ đứng trước lò sưởi tôi đoán được ngay ông barberin gọi tôi làm gì ông cụ Vitalis đến để đem tôi đi, không để cho má nuôi tôi bênh vực tôi, sáng nay lão Barberin đã bảo má đi sang bên làng. Tôi cảm thấy không thể trông mong lão Barberin kia đoái hoài thương xót. Tôi chạy đến ông già Vitalis, ôi, cụ ơi, cháu van cụ, xin cụ đừng đem cháu đi, thế rồi tôi khóc quà. Ông cụ dịu giọng trả lời, này cháu ơi, cháu đi với ông sẽ không khổ đâu, ông không đánh đập trẻ con bao giờ cả. Cháu lại được làm bản với lũ học trò của ông nữa. Chúng nó ngộ lắm kia. Cháu còn luyến tiếc cái gì? Má Barberin, má Barberin, dù sao mày cũng không được ở lại đây nữa mà. Lão Barberin vừa nói vừa kéo mạnh tay tôi hoặc là ông cụ đây. Hoặc là chạy trẻ rơi. Mày chọn đi. Không, má Barberin kia. Lão Barberin nổi cơn thịnh nổ. thét à, cái quần này, mày làm giày tao quá. Phải đến lấy gậy mà đuổi mày ra khỏi nhà chắc tao làm ngay tức khắc đây. Ông Vitalis nói, thằng bé này nó quyến luyến mã Barberin của nó, không nên vì thế mà đánh nó. Nó có tình có nghĩa, đó là dấu hiệu tốt, nếu cụ tỏ ý thương hại nó, thì nó gào lên cho mà xem. Thôi, ta tính toán đi, nói xong ông già Vitalis xỉa lên trên bàn 8 đồng năm phở răng. Lão Barberin vội vã vơ lấy chỗ tiền, cất biến vào trong túi. Cụ Vitalis hỏi, thế gói quần áo đâu, đây kia lão Barberin đáp và trỏ một chiếc khăn tay bằng vải xanh buộc túm bốn góc. Cụ Vitalis cởi nút khăn ra để xem có những gì. Chỉ có hai chiếc sơ mi và một cái quần vải, theo chúng ta giao hẹn với nhau thì không phải như thế này. Chúng ta đã nói rằng ông phải trao quần áo nó cho tôi mà ở đây tôi chỉ thấy mấy thứ rách mướp này thôi. Nó không còn thứ gì khác cả, nếu tôi hỏi thằng bé thì chắc nó sẽ bảo ông nói không đúng. Nhưng thôi, tôi cũng chẳng muốn cãi vã với ông làm gì. Tôi không có thì giờ. Tôi phải đi ngay bây giờ. Thôi ta đi đi. Cháu ơi. Tên nó là gì nhỉ? Remy. Nào. Remy. Cầm lấy khăn gói và đi lên trước đi. Còn Capi nào? Tiến lên. Tiến. Tôi giơ hai tay về phía ông cụ. Tôi lao về phía lão Barberin để van xin. Nhưng mà cả hai người đều ngoảnh mặt. Cụ Vitalis nắm cổ tay tôi. Đành phải đi thôi. Chào ôi. Cái nhà thân yêu của ta ơi khi ta bước chân qua ngưỡng cửa để xa mày, ta thấy hình như rứt ruột để lại. Tôi nhìn nhanh quanh tôi, đôi mắt mờ lệ của tôi chẳng trông thấy ai hòng cầu cứu. Không một bóng người trên đường cái, không một bóng người trên những cánh đồng cỏ xung quanh. Tôi bèn gọi, má ơi, má Barbarin ơi, nhưng không ai đáp lại tiếng gọi của tôi cả, nó vang lên rồi tự tắt dần trong tiếng nức nở. Cụ Vitaix vẫn không buông tay tôi ra, tôi đành phải bước theo ông cụ. Lão Barbarin nói chúc cụ đi đường mạnh giỏi, xong lão quay gót vào nhà, ôi thôi, thế là xong, này, Ray, con ơi, chúng ta đi lên đi nào. Cụ Vitalis vừa nói vừa kéo cánh tay tôi, tôi bước đi bên cụ, cũng may mà cụ không rào bước đi nhanh, trái lại hình như ông cụ còn đi chậm lại theo nhịp bước của tôi. Con đường chúng tôi đi là con đường dốc chữ chi dọc theo sườn núi. Cứ đến mỗi chỗ ngoặt, tôi lại nhìn thấy ngôi nhà của má Barberin bé dần. Bé dần đi. Tôi đã đi con đường này nhiều lần rồi. Tôi biết rằng khi đến chỗ ngoặt cuối cùng, tôi sẽ trông thấy ngôi nhà một lần chót, rồi đi vài bước nữa thì chẳng còn trông thấy gì. Trước mắt tôi sẽ là quê xa xứ lạ, đằng sau tôi là ngôi nhà mà tôi đã sống thật sung sướng từ bé tới nay và có lẽ rồi đây không bao giờ tôi thấy lại nữa. Cũng may là đường dốc khá dài, thế nhưng cứ đi mãi chúng tôi cũng lên tới đỉnh cao. Ông cụ Vitalis vẫn không buông cổ tay tôi ra cụ có thể cho cháu nghỉ chân một lát không? tôi hỏi. được lắm, con ạ. À. lần đầu tiên ông buông tay ra nhưng đồng thời đưa mắt nhìn con capi ra hiệu cho nó. nó hiểu ý ngay như một con chó chăn cừu. nó đang đi đầu đoàn tức khắc chạy lại đứng sau tôi. cách sắp xếp đó làm cho tôi càng hiểu rõ ám hiệu khi nãy. con capi là người canh giữ tôi đây. nếu tôi dục dịch chạy trốn nó sẽ nhảy sổ vào cắn chân lôi lại. tôi lại ngồi trên lũy cỏ xanh gì? Con Capi theo tôi từng bước, ngồi trên lũy, tôi đưa mắt mờ lệ tìm kiếm ngôi nhà của má Barberin. Dưới chân chúng tôi, cây thông lũng chúng tôi vừa trèo qua thoai thoải, chặng này là rừng, chặng kia là đồng cỏ. Đến dưới cùng, cái nơi tôi sống tuổi thơ và lớn lên, cái ngôi nhà lẻ loi cô quạnh của má tôi hiện ra. Ngôi nhà rất dễ nhận thấy giữa đám cây cối, nhất là giờ đây vì không có gió, một cột khói nhỏ vàng vàng từ ống khói tuôn lên thẳng tắp lên đến ngang tầm cao của chóp núi chúng tôi ngồi nghỉ. Tôi ngửi thấy mùi thơm của lá sồi khô khi bốc cháy, những chiếc lá còn dính quanh mấy cành củi vụn mà má con chúng tôi lượm để sưởi trong suốt mùa đông. Là thực hay là ảo tưởng đây? Có phải ngọn khói kia đã đưa mùi thơm ấy lên cho tôi không? Tôi tưởng như đang ngồi bên bếp, trên chiếc ghế dài nhỏ, chân dẫm lên cho, những lúc có cơn gió lùa vào lò sưởi làm tạt khói vào mặt chúng tôi. Mặc dù ở xa và cao, tôi thấy mọi vật vẫn giữ nguyên hình dạng của nó rõ ràng minh bạch chỉ có cái là thu nhỏ lại thôi trên đống phân bón con gà mái cuối cùng của má con chúng tôi đi lại tung tăng đây đó nhưng nó không có cái phác bình thường của nó nữa nếu tôi không biết nó qua rõ thì tôi đã nhầm là một con bồ câu con tôi trông thấy rõ cây lê ở đầu hồi với thân cây cong cong đã bao nhiêu năm tôi dùng làm ngựa cưỡi bên cạnh con suối đương vạch một việt trắng trên đám cỏ xanh tôi nửa nhìn thấy nửa đoán ra con mương dẫn nước mà tôi đã hì hục đào để chạy chiếc bánh xe nước tự tay tôi làm ra than ôi cái bánh xe ấy chẳng bao giờ quay được mặc dầu tôi bỏ vào đó bao nhiêu công sức mọi vật vẫn ở nguyên chỗ thường ngày kìa chiếc xe cút kít kìa cái cày làm bằng một cành cây vẻo kìa cái chuồng tôi nuôi thỏ khi nhà còn thỏ và kia là vườn tôi cái vườn thân yêu của tôi những bông hoa đáng thương của tôi ai sẽ ngắm nhìn nó nở Ai sẽ chăm sóc những cây cúc vu của tôi? Chắc là lão Barberin, cây lão Barberin độc ác ấy. Chỉ giơ chân đi một bước nữa thôi là tất cả mọi thứ đó sẽ vĩnh viễn tan biến. Bỗng nhiên trên con đường từ dưới làng đi lên nhà tôi, xa xa tôi trông thấy một cái khăn trùm đầu trắng. Cái khăn khuất sau một khóm cây thoát lại hiện ra. Khoảng cách quá xa, nên tôi chỉ nhận thấy màu trắng của cây khăn chập chờn như một con bươm bướm xuân cánh nhạt đang bay lượn giữa những cành cây có những lúc trái tim tôi thấy rõ hơn và xa hơn những con mắt tinh anh nhất tôi nhận ra ngay đó là má barberin đúng là má tôi tin chắc là như vậy tôi tin chắc là như vậy tôi cảm thấy như vậy thế nào cụ vitalis hỏi chúng ta lên đường chứ ôi cụ ơi cháu xin cụ thế ra họ nói sai à chân cháu chẳng khỏe tí nào mới đi được một quãng ngắn mà đã mỏi rồi đi như thế thì một ngày đường có được là bao tôi không trả lời chỉ nhìn ra xa đúng là má Barberin rồi, đúng là cái khăn trùm của má, đúng là cái váy xanh của má. Đúng là má rồi, má bước những bước dài như hối hả muốn về nhà cho chóng. Đi tới trước tấm cửa ngõ, má đẩy cửa băng qua sân thật nhanh. Tức khắc tôi vùng đứng lên trên bờ lũy, không nghĩ gì đến con capi nhảy trồm trồm bên tôi. Má Barberin vào nhà không lâu lại ra ngay và chạy khắp chỗ trong sân, hai tay giang rộng ra. Má đang tìm tôi. Tôi trồm người ra phía trước, dùng hết sức hét to lên, má ơi, má ơi, nhưng tiếng tôi không bay xuống tới chỗ má, cũng không thể át tiếng gì rầm của con suối. Nó bay mất trong khoảng không, cụ Vitalis hỏi, cháu làm sao thế, cháu điên à, tôi không trả lời, mắt chỉ đăm đăm nhìn xuống má Barbarin. Nhưng má không biết rằng tôi ở gần má đến thế nên má đâu có ngẩng đầu lên. Má đi qua sân rồi lại đi ra ngoài đường nhìn khắp mọi phía tôi gọi to lần nữa, nhưng cũng như lần trước, vô ích thôi. Bấy giờ cụ Vitalis đã hơi đoán biết, cụ trèo lên bờ lũy, chỉ trong giây lát cụ đã nhìn thấy chiếc khăn trùm đầu trắng. Cụ khẽ than, tội nghiệp thằng bé, nghe tiếng kêu thương hại ấy, tôi được thể, van xin, chào ôi, cháu van cụ, cụ cho cháu trở về, nhưng ông cụ nắm cổ tay tôi dắt xuống đường. Cụ nói, cháu ơi, cháu đã nghỉ ngơi rồi, bây giờ chúng ta đi thôi tôi muốn giảng ra nhưng ông cụ giữ tôi rất chặt ông gọi capi zebino hai con chó liền vây quanh tôi con capi đi sau con zebino đi trước đành phải đi theo ông cụ vitalis vậy đi được ít bước tôi ngoảnh đầu lại đoàn chúng tôi đã vượt qua đỉnh núi và tôi không nhìn thấy thung lũng xưa ngôi nhà cũ của tôi đâu nữa tít tận đằng xa chỉ thấy những ngọn đồi xanh xanh dàn ra tăm tắp như muốn lên tận chân mây tầm mắt tôi mất hút đi trong khoảng không gian vô tận Chương 5, lên đường, cái người bỏ ra bốn chục vừa răng để mua trẻ con cũng không nhất thiết phải là một con yêu tinh dự trữ thịt tươi để ăn dần. Ông cụ Vitalis không định ăn thịt tôi, và cái này hiếm có đối với người mua trẻ, là ông cụ không ác. Điều này tôi sắp được biết. Chỗ ông cụ lại cầm tay tôi dắt đi là chỗ đỉnh núi phân cách lưu vực sông Loa và sông Đo Đô Nhơ. Cũng ngay khi ấy chúng tôi bắt đầu đi xuống triển núi phương Nam. Đi được chừng 15 phút, ông cụ lại bỏ tay tôi ra. Ông cụ nói, bây giờ cháu cứ việc đi thong thả bên ông, nhưng mà cháu đừng có quên rằng nếu cháu định chạy trốn thì con Capi và con Zepino sẽ đuổi kịp cháu ngay và răng chúng nó nhọn lắm đấy. Chạy trốn thì bây giờ không thể được nữa rồi, do đó có mưu toàn cũng vô ích. Tôi thở dài, cháu buồn lòng lắm đấy nhỉ, ông cụ nói tiếp ông biết lắm và không giận cháu đâu. Nếu cháu muốn khóc thì tùy ý, cháu cứ việc khóc đi nhưng mà cháu nên biết rằng ông mang cháu đi không phải để làm khổ cháu đâu cứ ở đấy thì rồi cháu sẽ ra như thế nào nhỉ chắc chắn là cháu phải vào trại trẻ rơi những người đã nuôi cháu không phải là bố mẹ đẻ của cháu má cháu như cháu gọi thật là tốt đối với cháu và cháu thương yêu má cháu cháu đau lòng vì phải xa má cháu đó là điều tốt tuy vậy cháu cũng cần phải suy nghĩ lại má cháu không thể giữ cháu trai ý với chồng được còn người chồng bà thì ông ta không đến nỗi khắc nghiệt như cháu tưởng đâu. Ông ta không có gì để mà sống, quẻ quặt, không lao động được nữa, không lẽ người ta chịu chết đói để nuôi cháu. Cháu ơi, giờ đây cháu nên hiểu rằng trên đời này không phải là cứ muốn gì thì làm được nấy đâu. Hẳn đó là những lời nói của một người sáng suốt, hay ít ra cũng là lời của một người từng trải. Nhưng mà nỗi niềm ly biệt đau đớn trong lòng tôi lúc ấy làm cho tôi không thể nghe lọt những lời hay, lẽ phải tôi sẽ không bao giờ gặp lại người đã nuôi dưỡng tôi, đã âu yếm tôi, người mà tôi thương yêu nhất đời là má tôi. Ý nghĩ ấy cứ nghẹt ở cổ tôi làm tôi nghẹt thở. Tuy nhiên tôi vẫn đi gần cụ Vitalis và cố sức đem những điều cụ vừa nói để tự bảo mình. Cụ Vitalis nói chắc là đúng. Ông Barberin không phải là bố đẻ ra tôi. Không lý do gì bắt buộc ông phải chịu đói khổ vì tôi. Trước kia ông đã nhận tôi về để nuôi bây giờ ông ta phải đuổi tôi đi là vì ông không thể giữ tôi lại được nữa nghĩ tới ông ta tôi không nên nghĩ đến cái ngày hôm nay mà phải nhớ lại những năm tôi đã sống ở nhà ông ta kia chốc chốc cụ vitalis lại nhắc cháu ơi cháu hãy suy nghĩ về những điều ông nói với cháu ở với ông cháu sẽ không khổ sở đâu xuống khỏi một cây dốc chúng tôi tới một cánh đồng hoang phẳng lì buồn tẻ rộng mênh mông không có nhà cửa không có cây cối một cao nguyên mọc đầy thạch thảo hung hung và đó đây từng đám kim tước chi cằn cỗi chập chờn trước gió như sóng gợn. Cụ Vitalis đưa tay trên bãi đồng hoang, bảo tôi, cháu nòm đấy, có định trốn cũng vô ích thôi. Con Capi và con Zepino sẽ bắt được cháu ngay, chạy trốn, tôi không nghĩ tới việc trốn nữa. Trốn ở đâu bây giờ kia chứ? Trốn rồi về nhà ai? Suy cho cùng thì cái ông già dâu tóc bạc phơ, cao lớn và đẹp lão ấy không đến nỗi dễ sợ lắm, như tôi nghĩ trước đây. Nếu ông ta làm chủ tôi thì có lẽ cũng không phải là một ông chủ tàn ác. Chúng tôi đi mải miết giữa nhiều cảnh quạnh hiu buồn rứt. Hết các bãi hoang lại đến những cánh đồng cây lúp xúp. Phóng tầm con mắt nhìn tận xa tít, tôi chỉ thấy mấy ngọn đồi chọc chóp tròn. Trước kia tôi hình dung các cuộc hành trình khác hẳn, mỗi khi tôi để cho tâm hồn ngao du trên cảnh mộng, vượt khỏi cổng làng, thì tức khắc nó đi đến những xứ sở hoàn toàn khác lạ với cảnh thực bày ra trước mắt tôi hôm nay lần này là lần đầu tiên tôi đi một đoạn đường dài đến như vậy một mạch không nghỉ bước chân của cụ chủ tôi dài và đều đặn cụ để con cơ trên vai cũng có khi cho ngủ trên sắc mấy con chó chạy lon ton bên cạnh không rời cụ thỉnh thoảng cụ vitalis nói với chúng tôi vài lời âu yếm khi thì bằng tiếng pháp khi thì bằng một thứ tiếng gì tôi không hiểu ông cụ và bầy chó không có vẻ gì mệt mỏi tôi thì không thể tôi mệt là đi rồi sự mệt mỏi của cơ thể thêm vào sự xúc động về tinh thần làm cho tôi kiệt sức. Tôi kéo lê chân và phải vất vả mới theo kịp chủ tôi. Tuy thì lếp tôi cũng không dám xin phép dừng lại, tại đôi guốc của cháu nó làm cháu mỏi đấy, cụ nói, đến a ông sẽ mua giày cho. Câu nói đó làm cho tôi gắng sức lên, thật vậy, xưa nay tôi vẫn khao khát có một đôi giày. Còn ông xã trưởng và con ông chủ quán mới có giày. Ngày chủ nhật, đi lễ, chúng nó lướt êm du trên nền gạch nhảy âm vang. Còn bọn con nông dân chúng tôi thì khu quốc đinh tai nhức óc. A à, so còn xa lắm phải không cụ? Đó là một câu từ đáy lòng phát ra. Ông cụ già vừa cười, vừa nói, thế là cháu rất thích có một đôi giày phải không? Được rồi, ông hứa sẽ cho cháu một đôi, một đôi dưới đế còn đóng đanh nữa cơ. Và ông còn hứa cho cháu một cái quần nhung, một cái áo vét và một cái mũ nữa cái đó chắc sẽ làm cho cháu giáo nước mắt ông mong thế và cháu sẽ khỏe ra để đi nốt sáu dặm đường nữa giày dưới đế có đóng đanh tôi thấy choáng lên được một đôi giày đã là phi thường khi thấy nói đế có đóng đanh thì nỗi phiền muộn của tôi bỗng chốc tiêu tan đi mắt không chắc chắn chủ tôi không phải là một người độc ác một người độc ác có thể nào mà nhận thấy đôi guốc làm cho tôi mệt nhọc được đôi giày đôi giày có đanh cái quần nhung rồi lại cái áo vét cả cái mũ nữa, cha, má Barberin mà trông thấy tôi hẳn là má sung sướng lắm. Và má sẽ tự hào biết bao nhiêu về cái thằng này. Ấy thế mà Aso hãy còn xa lắc lơ mới cực chứ. Mặc dù sẽ có đôi giày và chiếc quần nhung, ở cuối quãng đường sáu dặm này, tôi thấy chừng như tôi cũng không còn sức đi xa như vậy được nữa. May thay thời tiết đến giúp tôi, bầu trời vẫn xanh ngắt từ lúc chúng tôi ra đi, dần dần kéo đầy mây sáng chẳng mấy chốc một cơn mưa nhỏ đổ xuống và cứ kéo dài mãi, không ngớt. Có tấm áo da cừu, cụ Vitalis không bị ướt và còn che cho con Jolica được. Cái con khỉ danh mãnh này mới thấy mấy giọt mưa đầu tiên rơi xuống đã nhanh nhẹn chui vào chỗ trú ẩn của nó. Nhưng mà bầy chó và tôi, chúng tôi không có cái gì để che mưa cả. Thế là chẳng bao lâu chúng tôi bị ướt sũng đến tận ra. Bầy chó thỉnh thoảng dùng mình rũ lông được còn tôi thì tạo hóa không cho phép làm thế. tôi phải mang những quần áo nặng trịch nước mưa mà đi và thấy lạnh buốt đến xương. cháu có dễ bị cảm không? chủ tôi hỏi. cháu không biết, cháu không nhớ có lần nào bị cảm. thế thì tốt lắm, tốt lắm. ừ, cháu cũng có mặt cứng đấy. nhưng ông cũng không muốn để cháu xông pha làm gì vô ích. hôm nay chúng ta hãy đi trường này thôi. có thôn xóm đằng kia chúng ta hãy vào ngủ trọ ở đấy. nhưng trong làng không có quán trọ chẳng ai muốn chứa cái ông già trông như người hành khất, lại lẽo đẽo dắt theo một thằng bé con và ba con chó, người và vật đều lấm bùn be bé bét. Người ta bảo, ở đây không chứa trọ, và người ta đóng sập cửa lại, đi hết nhà này đến nhà khác, chẳng ai mở cửa cho chúng tôi vào. Có lẽ phải đi nốt một mạch bốn dặm đường cho đến A Sổ Trăng. Tối đến nơi rồi, mà người thì thấm nước mưa lạnh buốt. Riêng tôi, tôi thấy hai chân cứng đờ như hai khúc gỗ. Chào ôi! Nào đâu cái nhà ấm cúng của má Barberin, sau cùng có một bác nông dân tốt bụng vui lòng mở cửa vựa chứa rơm cho chúng tôi vào. Nhưng trước khi cho vào, bác ta ra điều kiện không được thắp đèn đốt lửa gì cả. Bác ta nói với cụ Vitalis, ông cụ đưa diêm đây, sáng mai cụ đi, tôi sẽ trả lại, dẫu sao chúng tôi cũng có được một mái nhà để ẩn náu và mưa không chút lên người chúng tôi nữa. Cụ Vitalis là một người biết phòng xa, khi đi đường không bao giờ quên mang lương thực trong cái xác lính ông đeo trên vai có một cái bánh mì lớn cụ cắt bánh ra làm bốn phần bây giờ tôi mới thấy ông cụ duy trì kỷ luật và sự phục tùng trong gánh hát của cụ như thế nào lúc nãy trong khi chúng tôi còn đi lò dò hết nhà này đến nhà khác để tìm chỗ chúng thì con Zepino đã có lúc lần vào một nhà nào đó rồi chạy ra ngay mõm tha một mẩu bánh mì cụ vitalis chỉ nói có một câu Zepino, tối nay rồi mày xem Tôi cũng chẳng nghĩ gì đến cái việc đánh cắp ấy nữa, cho đến khi ông cụ chủ cắt bánh mì, tôi bỗng thấy con zebino có vẻ tiêu nhiều. Cụ Vitalis và tôi ngồi cạnh nhau trên hai bó phượng vĩ. Con Jolico ngồi ở giữa, ba con chó ngồi xếp hàng trước mặt chúng tôi, con Capi và Don Che đăm đăm nhìn mặt ông chủ. Còn con zebino thì cúi mặt, hai tay cụp xuống, cụ Vitalis ra lệnh đưa ăn cắp hãy đi ra ngoài hàng ngũ, chui vào xó kia mà nằm. Tối nay nó phải ngủ đói, thế là con Pino rời khỏi chỗ nó tức khắc và vừa đi vừa lết, nó lèn lén đến cái xó mà ông chủ trì. Nó chui gọn vào đống lá phượng vĩ, chúng tôi không nhìn thấy nó nữa, chỉ nghe thấy nó vừa thở vừa rên và khe khẽ kêu mấy tiếng nghẹn ngào. Trừng phạt con Pino xong, cụ Vitalis đưa phần bánh mì cho tôi. Ông cụ thì vừa ăn vừa bẻ phần bánh của Jolico, Capi và Donce ra từng miếng nhỏ để phân phát cho chúng. Những tháng cuối cùng ở với má Barberin cũng chẳng có gì gọi là sướng. Nhưng giờ đây phải sống kham khổ thế này, tôi thấy sự đổi thay quá ác liệt. Cha, nồi súp má Barberin nấu mỗi tối, giờ đây giá có, thì dù thiếu bơ đi nữa tôi cũng sẽ thấy ngon. Giá lại được ngồi bên lò sưởi nữa thì dễ chịu biết bao. Và sẽ được hạnh phúc biết mấy nếu được luồn mình trong vài niệm kéo chăn lên tận cằm. Nhưng than ôi, làm gì có vài niệm, làm gì có chăn có được một ổ lá phượng vĩ thế này là phúc lắm rồi người mệt như chân chầy ra vì đôi guốc tôi rét quá run bẩn bật trong bộ quần áo ướt sũng trời tối hẳn rồi nhưng tôi vẫn chưa ngủ sao giang cháu đập cầm cập thế remy cụ vitalis hỏi cháu rét à rét tí thôi tôi nghe thấy ông cụ mở sắc quần áo của ông cũng chẳng nhiều nhận gì đâu ông cụ nói nhưng mà đây một chiếc sơ mi khô và một cái xi lê cháu hãy cởi hết quần áo và khoác những thứ này vào rồi cháu chui xuống dưới đống phượng vĩ cháu sẽ thấy người ấm lên và cháu sẽ ngủ được ngay tôi làm theo lời cụ tuy thế cũng không thấy ấm người lên mau chóng như cụ tường tôi cứ chăn trở mãi trên lớp lá phượng vĩ đau đớn và khổ sở quá ngủ ở nhà chứa dơm rét run lên bữa tối chỉ có mẩu bánh trơ trụi chẳng có ai tỏ lòng thương xót chẳng có ai để yêu thương không có má barberin tôi đang nghĩ ngợi lan man, lòng buồn rười rượi, nước mắt giàn rủa, thì bỗng thấy thoảng qua trên mặt tôi một hơi thở âm ấm, ấm. Tôi đưa tay ra phía trước và sờ thấy bộ lông dày như len của con capi. Nó đã ron rén đi trên lá phượng vĩ, nhẹ nhàng đến bên tôi. Nó ngửi tôi, hít khe khẽ, hơi nó lướt nhẹ trên mặt tôi, trên tóc tôi, nó định làm gì nhỉ? Giây phút sau nó nằm lên đống lá phượng vĩ, áp mình vào người tôi và dịu dàng, êm ái nó liếm tay tôi. Vô cùng cảm động trước cử chỉ âu yếm đó, tôi nhỏm dậy hôn luôn vào cái mũi lạnh ngắt của nó, nó kêu một tiếng khe khẽ, rồi nhanh nhỏ đặt cẳng vào trong tay tôi và nằm im. Thế là tôi quên hết cả nỗi mệt nhọc, buồn phiền, cổ họng tôi như bị bóp nghẹt, nay thấy được nới ra. Tôi thở phào, tôi không cô đơn nữa. Tôi đã có một người bạn, chương 6, bước đầu trong nghề, hôm sau chúng tôi lên đường sớm, mưa tạnh rồi trời xanh biếc, nhờ có trận gió hanh đêm qua, đường xe bùn, chim ca rộn rã trong mấy bụi cây bên đường. Đàn chó chạy tung tăng bên chúng tôi, thỉnh thoảng con capi lại đứng thẳng trên hai chân sau và sủa vào mặt tôi hai ba tiếng. Tôi hiểu ý nghĩa của tiếng sủa ấy là thế nào, nó muốn nói, gắng lên, gắng lên, thật là một con chó thông minh, nó hiểu hết và luôn luôn biết cách làm cho người ta hiểu nó. Đã nhiều lần tôi nghe người ta bảo rằng nó chỉ thiếu có cái không biết nói thôi. Riêng tôi không nghĩ như vậy, chỉ cái đuôi của con vật ấy cũng đã thông minh và hùng biện hơn mắt và miệng lưỡi của khối người. Dù sao đi nữa thì giữa nó và tôi cũng chả cần đến lời nói. Chúng tôi đã hiểu nhau ngay từ ngày đầu, tôi chưa bao giờ ra khỏi cổng làng, cho nên ao ước được non thấy một thành phố. Nhưng phải thú thật thị trấn Aso không làm cho tôi choáng mắt chút nào cả những ngôi nhà cổ có tháp ở đây hẳn khiến cho các nhà khảo cổ thích thú. Nhưng đối với tôi thì có ý nghĩa gì đâu. Phải nói rằng tôi không tìm ở các ngôi nhà ấy cái vẻ đẹp, cái vẻ nên tranh của nó. Tôi tìm cái khác kia. Một ý niệm choán cả đầu óc tôi, làm quáng mắt tôi, hay ít nhất cũng chỉ cho phép tôi nhìn thấy một thứ, đó là cửa hiệu giày. Đôi giày của tôi, đôi giày cụ Vitalis hứa hẹn, giờ đây là lúc tôi sắp được sỏ chân vào chẳng biết cái cửa hàng có diễm phúc bán giày cho tôi ở vào đâu đây nhỉ? Tôi chỉ tìm kiếm nó thôi, ngoài ra mái tháp, vòng cuốn, cột trụ mỹ thuật, không gì đáng cho tôi lưu ý. Cho nên cái điều duy nhất tôi còn nhớ về thị trấn Aso là một ngôi làng tối tăm, ám khói ở gần chợ. Ở mặt trước của cửa hàng bầy la liệt nhiều sung cũ, một cái áo viền kim tuyến ở các đường may và có ngủ vai bằng bạc, rất nhiều đèn và những cái sọt có vô số là sắt vụn nhất là ổ khóa và chìa khóa han gì. Phải xuống ba bậc để đi vào một căn phòng rộng, chắc hẳn là từ ngày căn nhà lợp mái xong, ánh sáng mặt trời chưa chiếu vào đây bao giờ. Không biết tại sao một vật đẹp đẽ như đôi giày lại có thể bày bán ở một nơi ghê tởm như thế này được nhỉ? Tuy vậy bước chân vào cửa hàng này, cụ Vitalis đã có ý định của cụ rồi. Chẳng mấy chốc, tôi được cái phúc lớn sỏ chân vào đôi giày đóng đanh sắt nặng dễ gấp 10 lần đôi guốc của tôi sự hào phóng của ông chủ tôi không phải đến đây là hết sau khi mua giày rồi ông cụ lại mua cho tôi một chiếc áo vét nhung xanh một cái quần len và một cái mũ giả, nghĩa là mọi thứ ông cụ đã hứa với tôi mua hàng nhung cho tôi cho một đứa bé xưa nay chỉ mặc vài rồi lại giày, và còn chiếc mũ dạ nữa cho thằng bé xưa nay chỉ lấy tóc che đầu rõ ràng ông cụ là người tốt nhất trần đời con người hào phóng nhất và cũng là giàu có nhất thực ra thì nhung đã nhầu len cũng đã sờn rồi, và cái mũ dạ bị mưa dầm bụi rãi, khó mà biết xưa kia màu gì. Nhưng tôi choáng mắt vì những thứ lộng lẫy ấy, nên không hề động lòng về các thiếu sót ẩn dưới vẻ hào nhoáng kia. Tôi mong chóng được mặc những thứ quần áo đẹp đẽ ấy. Nhưng về nhà trọ, trước khi đưa cho tôi, ông cụ đem thay hình đổi dạng nó đi, làm cho tôi vừa ngạc nhiên vừa xót cua. Ông cụ lấy kéo trong sắc ra cắt phăng hai ống quần đến ngang gối. Tôi dương mắt kinh hãi nhìn ông cụ. Ông cụ nói, làm thế này cốt để cho cháu đừng giống mọi người. Chúng ta đang ở Pháp, ông mặc quần áo cho cháu theo kiểu Italy. Bao giờ chúng ta sang Italy có thể chúng ta sẽ sang Italy đấy ông lại cho cháu mặc theo kiểu Pháp. Tôi chưa hết ngạc nhiên thì ông cụ nói tiếp, chúng ta là gì nào? Là nghệ sĩ có phải không? Là những diễn viên thì chỉ riêng hình dáng bên ngoài thôi cũng phải khơi gợi được tính tò mò của người ta ăn mặc như bất cứ kẻ chợ hay người nhà quê cháu tưởng rằng chúng ta có thể khiến thiên hạ đứng nhìn chúng ta và vây quanh chúng ta hay sao tất nhiên là không có phải không cháu cháu nên học lấy điều này là ở đời một đôi khi cái bề ngoài cũng cần thiết đấy việc đó đáng buồn nhưng biết làm sao được ấy buổi sáng tôi là người pháp đến chiều thành người ý như thế đấy quần tôi cụt tới đầu gối cụ vitalis lấy dây băng đỏ quân chéo trên bít tất dọc theo ống chân trên mũ giả của tôi, ông cụ cũng quấn ngang dọc nhiều băng khác và cài lên một chùm hoa bằng len. Tôi không hiểu người khác nhìn tôi sẽ nghĩ như thế nào, chứ tôi thành thực mà nói, tôi là tôi oai lắm, sộp lắm. Bằng chứng là con capi, sau khi nhìn ngắm tôi chán chê, bèn chìa chân ra cho tôi bắt, vẻ rất vừa lòng. Sự tán thưởng của con Capi càng làm tôi thích thú bởi vì trong khi tôi khoác vào người bộ quần áo mới, chú Jolie ngang nhiên đứng trước mặt tôi nhại theo từng điệu bộ của tôi và cường điệu lên. Tôi đóng bộ xong, thì chú chống hai tay vào sườn, ngửa người ra sau cười khanh khách và lý nhí những tiếng chế nhạo. Tôi nghe người ta nói tìm hiểu xem giống khỉ có cười không là một vấn đề khoa học lý thú. Tôi cho rằng những người đặt ra câu hỏi ấy là những nhà khoa học phòng giấy, không chịu khó quan sát trực tiếp con vật. Riêng tôi là người đã sống gần gũi với con Zoliker trong bao nhiêu lâu. Tôi nói quả quyết là nó cười thực sự không những cười mà còn biết cười chế nhạo tôi nữa có lẽ cái cười của nó không giống hệt cái cười của chúng ta nhưng rõ ràng là mỗi khi có điều gì thích thì mép nó kéo sạch ra mang tai mắt híp lại hàm rung lia lịa và đôi mắt đen láy nảy ra những tia lấp lánh như những cục than hồng nho nhỏ được thổi rực lên vả chăng tôi đã có dịp quan sát nó ở những dấu hiệu đặc biệt của cái cười trong một trường hợp mà cái nhục về phần tôi khi tôi đội mũ vào thì cụ Vitalis bảo tôi: "Thế là cháu mặc xong quần áo rồi đấy. Chúng ta bắt đầu làm việc đi để ngày mai là phiên chợ, có thể tổ chức một buổi biểu diễn lớn được. Trong buổi đó, cháu sẽ lên sân khấu lần đầu." Tôi hỏi ông cụ lên sân khấu lần đầu là như thế nào. Ông cụ giảng giải cho tôi biết lên sân khấu lần đầu là lần đầu tiên đóng trò trước công chúng. Cụ nói: "Ngày mai gánh xiếc chúng ta sẽ ra mắt khán giả, một buổi diễn đầu tiên trong đó có cháu đóng" Vậy ông phải cho cháu rượt vai trò ông dành cho cháu. Đôi mắt ngạc nhiên của tôi làm cho cụ biết là tôi không hiểu gì cả. Vai có nghĩa là công việc cháu phải làm trong buổi diễn kịch. Ông đem cháu đi với ông không phải để cháu đi dạo chơi cho thỏa thích. Ông không giàu có gì mà làm như vậy được. Mang cháu đi là để cháu làm việc. Mà công việc của cháu là đóng kịch với đàn chó của ông và chú khỉ Jolie Tôi đâm hoảng, kêu lên nhưng cháu đâu có biết đóng kịch chính vì thế mà ông phải dạy cháu cháu phải hiểu rằng không phải tự nhiên mà con capi biết đi trên hai chân một cách duyên dáng như thế và không phải con don chê nhảy dây vì sở thích của nó con capi đã tập đứng trên hai chân sau và con don chê đã tập nhảy dây chúng nó đã phải học tập mất nhiều công phu và thì giờ mới có được những biệt tài ấy và cả tài nghệ cần thiết cho một diễn viên ưu tú cháu cũng vậy cháu cần tập những vai cháu sẽ phải đóng với chúng nó thôi chúng ta bắt tay vào việc đi. Hồi đó tôi có những quan điểm thật là cổ lỗ về lao động. Tôi cứ tưởng hễ lao động là phải cuốc đất, xẻ gỗ, chặt cây hoặc đẽo đá chứ không hề nghĩ đến cái gì khác. Vở kịch chúng ta sắp diễn, ông cụ Vitalis nói tiếp nhan đề là, người đầy tớ của ông Joliker, hay là, kẻ đần độn nhất không phải là kẻ mà người ta tương. Câu chuyện như thế này, cho tới nay, ông Joliker có một người đầy tớ rất vừa ý ông, đó là Capi nhưng Capi già rồi, mặt khác ông Jolico cũng muốn mướn một người đầy tớ mới. Capi nhận tìm cho ông một người, nhưng mà nó không tìm được một con chó khác để kế nghiệp nó, nó tìm một thằng bé con tên là Remy, như cháu ấy à, không, không phải như cháu, mà chính là cháu đây thôi. Cháu ở quê lên để giúp việc cho ông Jolico, Khỉ thì làm gì có người giúp việc, nhưng trong hài kịch thì có đấy. Vậy cháu ở nhà quê lên và ông Jolico nhận thấy cháu có vẻ đần độn. Cái đó chả thú vị gì, việc gì đến cháu, vì chỉ để cười thôi mà. Và hại cháu cứ tưởng tượng như là cháu thực sự đến ở cho một ông chủ và ông chủ bảo cháu bày bàn ăn chẳng hạn. Vừa đúng đây lại có một cái bàn để dùng cho buổi biểu diễn của chúng ta. Cháu đến xếp bát đĩa đi, trên bàn có mấy cái đĩa, một cái cốc, một con dao, một cái nĩa và những khăn ăn trắng tinh. Phải bày biện như thế nào đây? Tôi loay hoay với câu hỏi ấy và đứng sững, hai tay giơ ra, người trồm tới trước, mồm há hốc, không biết nên bắt đầu làm gì. Ông cụ vỗ tay cười phá lên. Ông nói, hay lắm, hay lắm, cái vẻ mặt của cháu thật tuyệt. Trước đây đã có một thằng bé làm với ông, vẻ mặt nó danh mãnh và dáng điệu nó nói lên một cách quá rõ ràng. Để xem, tôi mà làm một thằng ngốc thì phải biết là cư. Còn cháu thì cháu không nói gì cả cháu đích thị là thằng ngốc, vẻ ngây ngô của cháu thật không chê được, cháu chả biết cháu cần làm gì, chính vì thế mà cháu, tuyệt, đến mai đây hoặc năm ba hôm nữa cháu sẽ rất thông thạo những việc cháu phải làm. Lúc đó cháu phải nhớ lại cái vẻ lúng túng hiện nay của cháu. Lúc đó cháu phải giả vờ lúng túng nữa. Nếu cháu diễn được cái vẻ mặt và điệu bộ hôm nay thì ông dám nói trước là cháu sẽ được hoan hô đặc biệt. Nhân vật mà cháu đóng trong vở hài kịch của ông như thế nào? là một chú bé ở quê gia, chưa trông thấy gì và chưa hiểu gì cả. Chú bé tới nhà một con khi và tỏ ra rốt nát vụng về hơn nó. Do đó ông mới lấy một đề phụ cho vở kịch là kẻ đần độn nhất, không phải là kẻ mà người ta tưởng. Ngu hơn chú khỉ cơ đó là vai trò của cháu, để thủ vai một cách tuyệt diệu, giá có thể thì cháu chỉ cần giữ cái vẻ hiện nay của cháu. Nhưng mà việc đó không thể được cho nên sau này cháu phải nhớ lại hiện giờ cháu đã làm như thế nào và lúc đó, nhờ sự cố gắng nghệ thuật, cháu sẽ trở lên ngu ngốc trong khi cháu không thể ngu một cách tự nhiên được nữa. Người đầy tớ của ông Jolica là một vở hài kịch nhỏ diễn trong 20 phút đồng hồ. Nhưng tập thì phải mất ngót 3 tiếng, cụ Vitalis bắt chúng tôi làm đi làm lại mỗi việc hai ba lần, có khi đến 10 lần. Lũ chó cũng phải làm đi làm lại như tôi, thật vậy. Mấy con chó đã quên mất vài phần trong vai trò của chúng nên phải dạy lại chúng. Nhờ vậy, tôi được dịp nhìn thấy tính kiên nhẫn và sự ôn hòa dịu ngọt vô hạn của thầy chúng tôi và rất lấy làm ngạc nhiên. Ở làng tôi, người ta không đối đãi với súc vật như thế bao giờ. Phương pháp dạy súc vật duy nhất ở làng tôi là chửi rủa và roi vọt. Đối với ông cụ thì việc tập tành có kéo dài bao nhiêu đi nữa, ông cụ cũng không nổi nóng bao giờ và cũng chưa bao giờ ông buông một tiếng nguyền rủa. Mỗi khi ông không hài lòng về kết quả tập dượt thì ông nghiêm nghị nói, này, này, là lại đi capi, anh như thế không tốt. Còn anh Joliker, anh không chịu chú ý, anh sẽ bị trách mắng cho mà xem. Chỉ có thế thôi, nhưng vẫn là đủ. Sau buổi tập, ông cụ hỏi tôi, thế nào, liệu rồi cháu diễn trò có quen đi không? Cháu không biết, cháu có thấy chán không? Không, cháu thấy vui vui, thế thì được, mọi việc đã ổn cả. Cháu khá thông minh và có điều này còn quý hơn nữa là cháu có ý chí. Chăm chỉ và dễ bảo thì rồi cái gì cũng làm được. Cháu thử nhìn đàn chó mà xem và so sánh chúng với con Joliker. Con khỉ có lẽ nhanh nhẩu và thông minh hơn nhưng nó khó bảo. Dạy nó cái gì là nó học được ngay nhưng rồi nó lại quên trong chốc lát. Mà khi bảo nó làm cái gì chẳng bao giờ nó vui lòng làm đâu. Nó phản kháng rất dễ dàng và luôn luôn muốn làm nghịch ý ta thiên tính của nó là thế nên ông cũng chẳng giận nó làm gì. khác với chó, khi không có ý thức nghĩa vụ và do đó nó kém chó xa. cháu có hiểu không? có lẽ cháu hiểu. cháu ơi, cháu cần có ý chí và ngoan ngoãn phục tùng. phải làm cái gì thì cháu cố làm cho hết sức. ở đời tất cả mọi thành công là ở đó. trong khi trò chuyện như vậy. Tôi đánh bảo nói với ông cụ rằng điều làm tôi ngạc nhiên nhất là sự kiên trì vô hạn của ông cụ đối với con khỉ Jolie cơ với đàn chó cũng như đối với tôi. Thế là ông cụ nở một nụ cười dịu dàng, người ta thấy rõ là từ xưa tới nay cháu chỉ sống với những người dân quê quen tàn nhẫn với súc vật. Họ tưởng với chúng nhất thiết phải dùng roi vọt, mà Barberin rất dịu dàng với con bò sữa Rosette của nhà cháu. Bà ấy làm đúng đấy, cháu làm cho ông có cảm tưởng tốt về má Barberin bà ta hiểu điều mà thường thường những người dân quê chưa biết đó là thô bạo đem lại ít kết quả trái lại ngọt ngào thì được rất nhiều nếu không muốn nói là tất cả riêng phần ông vì ông không bao giờ nóng nảy với con vật của ông nên ông mới làm cho chúng trở thành như thế đấy nếu ông đánh đập chúng nó chúng nó sẽ sợ sệt mà sự sợ hãi làm tê liệt óc thông minh đi và chăng nếu ông cứ cáu gắt với chúng thì ông đã là khác chứ không được như thế này đâu ông đã luyện được lòng kiên nhẫn bất chấp mọi thử thách và chính nó đã làm cho cháu tin ông ấy khi mình dạy kẻ khác thì cũng là tự dạy cho mình ông dạy những con chó kia bao nhiêu bài học thì chúng nó dạy lại ông bấy nhiêu bài ông đã mở trí thông minh cho chúng nó thì chúng nó rèn luyện tính khí cho ông điều đó kỳ dị quá khiến tôi bật cười cháu lấy làm lạ là sao chó có thể dạy được người có phải không ấy thế mà đúng như thế đấy không có gì đúng bằng cháu thử suy nghĩ mà xem cháu có thừa nhận là con chó chịu ảnh hưởng của chủ nó không ôi cái đó đúng quá thế thì cháu sẽ hiểu rằng ông thầy bắt buộc phải giữ mình khi luyện tập cho chó giả thử khi dạy con capi ông lại nổi lên cáu kỉnh và giận dữ con capi nó sẽ làm gì nó cũng sẽ tập thói quen giận dữ và cáu kỉnh nghĩa là dập theo khuôn của ông và trở nên hư hỏng chó hầu như bao giờ cũng là hình ảnh của chủ nhìn thấy chó biết ngay chủ là người thế nào anh hãy cho tôi xem con chó của anh tôi sẽ nói anh biết anh là người như thế nào cho mà coi chó của tên côn đồ là chó vô lại chó của đứa an sương là chó trộm cắp người cộc cằn thì chó thô lỗ người nhã nhặn thì chó dễ yêu những bạn tôi đàn chó và con khỉ hơn tôi ở chỗ đã quen ra mắt công chúng cho nên chúng nó chờ đón ngày mai tới không chút gì sợ hãi đối với chúng nó chỉ cần làm lại những việc chúng đã làm hàng trăm lần có dễ hàng nghìn lần rồi cũng nên nhưng mà đối với tôi tôi không thể bình tâm vững dạ như chúng nó nếu tôi đóng kém thì cụ vitalis sẽ nói sao đây khán giả sẽ bàn tán thế nào cái điều băn khoăn ấy làm tôi khó ngủ đến khi thiếp đi thì tôi mơ thấy bao nhiêu người ôm bụng cười lăn lộn cười văng vào mặt tôi để chế giễu tôi hôm sau tôi rất xúc động khi đoàn chúng tôi từ quán trọ ra đi để đến chỗ công cộng biểu diễn cụ Vitalis đi trước, đầu ngẩng cao, ưỡn ngực, chân bước đều, tay văng theo nhịp bước, vừa đi vừa thổi van, sáu, bằng một ống tiêu kim loại. Sau ông cụ đến con Capi, trên lưng nó có ông Jolico ngự khoái trá. Ông mặc quân phục hàm tướng nước Anh, quần đỏ, áo đỏ có thêu kim tuyến, mũ cài một chùm lông xòe ra. Giữ một khoảng cách đúng phép, con Zepino và con Donche song song đi theo sau. Cuối cùng, Đi đoạn hậu là tôi, nhờ có những khoảng cách do ông cụ xếp đặt nên đoàn chúng tôi có vẻ khá rành ràng trên phố. Đoàn kéo đi rầm rộ, long trọng, nhưng làm cho người ta chú ý hơn là tiếng tiêu rắn giỏi của ông cụ. Nó vọng vào trong tận cùng mọi nhà, khơi gợi tính tò mò của dân cư thị trấn Aso. Người ta đổ xô ra cửa để xem chúng tôi diễu qua. Người ta vén vội những màn cửa sổ lên, dằm ba đứa trẻ theo chân chúng tôi có mấy bác nông dân thấy lạ mắt cũng nhập bọn với chúng tôi khi chúng tôi tới chỗ công cộng thì ở sau chúng tôi quanh chúng tôi như một đám rước chúng tôi dựng rạp rất nhanh Dạp đây là một cái thừng buộc vào bốn gốc cây để vây lấy một khoảng đất trống dài ở giữa chúng tôi phần đầu của buổi biểu diễn gồm có mấy trò do lũ chó làm những trò gì tôi không nói được vì tôi đang bận nhầm vai của tôi và mãi băn khoăn lo ngại Tôi chỉ nhớ là cụ Vitalis đã cất ống tiêu đi và lấy viêu lông ra kéo để đệm những tiết mục của mấy con chó. Lúc thì ông cụ kéo những nhịp vũ, lúc thì kéo những bản nhạc du dương êm ái. Công chúng dồn lại rất nhanh, xô vào dây thừng của chúng tôi. Khi chúng tôi nhìn xung quanh tự nhiên mà nhìn chứ chẳng định tìm gì thì tôi thấy trăm ngàn con mắt tập trung vào chúng tôi dường như nhảy ra những tia sáng. Khi đã diễn xong vở thứ nhất, con Capi lấy mõm ngậm một cây âu gỗ đứng kiếng trên chân sau và bắt đầu đi vòng quanh, chư vị khán giả, một lượt. Khi có một khách xem không chịu ném tiền vào Âu thì nó đứng lại đặt Âu vào trong vòng dây, ngoài tầm tay của khán giả, đoạn để hai chân trước lên người ông khách cứng cổ, rủa hai ba tiếng và đập đập khe khẽ vào túi khách như muốn mở túi ra. Thế là trong đám người xem, tiếng la ó, chuyên vui đùa, lời diễu cợt dậy lên, cái con chó này láo thật, nó biết ai là người nặng túi đấy thôi thò tay vào túi cho rồi hắn sắp chi tiền kia hắn chẳng cho đâu, cho đi có gia tài của ông chú bù lại mà thế là cuối cùng những đồng xu giấu ở dưới đáy túi cũng phải vọt ra ông cụ Vitalis thì không nói gì cả cụ kéo đàn violon dạo những bài vui lúc dơ cao lúc hạ thấp cây đàn tùy theo nhịp mắt không rời khỏi cây bát chẳng mấy chốc con capi đã trở về chỗ chủ nó kiều hãnh mang theo cây âu gỗ đầy tiền bây giờ đến lượt Joliker và tôi ra trò một tay cầm đàn một tay cầm mã vị khoa lên ông cụ Vitalis nói thưa quý ông thưa quý bà chúng tôi sẽ tiếp tục diễn hầu quý ông quý bà một vở hài kịch lý thú nhan đề là người đầy tớ của ông Joliker hay là kẻ đần độn nhất không phải là kẻ mà người ta tưởng một người như tôi không bao giờ hạ mình để cao diễn viên và vở kịch trình diễn tôi xin nói với các ngài một điều mời các ngài mở to mắt mà nhìn lắng tai mà nghe và chuẩn bị mà vỗ tay. Cái mà ông cụ gọi là vở hài kịch lý thú, thực ra chỉ là một tấn trò câm, nghĩa là một tấn trò diễn bằng điệu bộ chứ không có lời. Tất nhiên là phải như thế, vì hai vai chính, Jolico và Capi đều không biết nói và vai thứ ba là tôi cũng khó mà nói nổi hai câu. Tuy nhiên muốn cho khán giả hiểu và dễ theo dõi các diễn viên, ông cụ Vitalis phải nói thêm vài lời để giới thiệu và giải thích các tình huống trong vở. Chính vì vậy mà ông cụ chơi một bản nhạc nhà binh trầm trầm, báo trước cho khán giả là ông Jolico sắp ra. Ông Jolico là một vị tướng người Anh đã đạt quân hàm cao và làm giàu lớn trong chiến tranh Ấn Độ. 7. Từ trước tới giờ ông muốn kẻ hầu hạ cho ông phải là một con người, vì ông giàu, ông có điều kiện để hưởng thụ cây thú xa hoa ấy. Trong khi chờ đợi người đầy tớ ấy đến, ông Jolico đi bách bộ trong phòng, vừa đi vừa hút xì gà. Ôi, chà! phải nhìn ông ta phà khói vào mặt người xem thì mới biết. Ông tướng sốt ruột và ông bắt đầu trợn mắt tròn xoe, y hệt một người sắp sửa nổi giận. Ông mắm môi mắm lợi dậm chân xuống đất thình thịch, đến cái dậm chân thứ ba thì Capi phải dắt tôi ra trò. Giả thử tôi có quên thì con chó nó cũng nhắc cho tôi. Khi đã đến lúc ra trò, Capi đưa chân ra đỡ lấy tay tôi và đưa tôi ra mắt vị tướng. Trông thấy tôi, ông tướng đưa hai tay lên, vẻ thất vọng thế nào cái tên đầy tớ người ta giới thiệu đây à ông đến sát người tôi nhìn tận mặt tôi rồi thì ông vừa đi đi lại lại quanh tôi vừa nhún vai vẻ mặt của ông ngộ nghĩnh quá khiến mọi người phá lên cười người ta hiểu ngay rằng quan tướng coi tôi là thằng ngu ngốc hoàn toàn ngu ngốc và chính khán giả cũng có cảm tưởng như thế tất nhiên là vở kịch được xây dựng thế nào để phơi bày cái vẻ ngu đần ấy dưới mọi hình dạng qua gọi lớp tôi phải đưa thêm ra một cái ngốc nghếch mới còn Jolie thì ngược lại phải lợi dụng những dịp ấy để phô trương trí khôn và tài khéo của mình. Sau khi nhìn tôi, nhìn đi ngắm lại hồi lâu, quan tướng động lòng thương hại, bảo dọn bữa sáng cho tôi ăn. Ông cụ Vitalis thuyết minh quan tướng nghĩ rằng khi thằng bé này ăn uống no nê thì nó sẽ bớt thồn. Chúng ta sẽ xem sao, tôi ngồi trước một cái bàn con trên bàn bầy sẵn thìa đĩa, trên đĩa có một chiếc khăn ăn. Khăn để làm gì nhỉ? Còn Capi ra hiệu tôi phải dùng khăn nhưng mà dùng như thế nào chứ tôi loay hoay suy nghĩ một hồi rồi đưa khăn lên hỉ mũi vào đó thế là quan tướng cười lăn lộn còn con capi ngã vật ngửa ra chổng bốn vó lên trời vì sự đần độn của tôi biết là nhầm tôi lại ngắm cái khăn tự hỏi xem nên dùng nó thế nào sau cùng tôi nảy ra một ý định tôi cuốn khăn lại và thắt thành một cái ca vát trên cổ quan tướng lại cười ngất con capi lại ngã lăn ra cứ như thế mãi cho đến lúc ông tướng điên ruột lên, đẩy tôi ra khỏi ghế, ngồi vào chỗ tôi và chén quách bữa ăn dọn cho tôi. Chà, quan tướng sử dụng khăn ăn mới khéo làm sao? Điệu bộ rất mực phong lưu, ông cài khăn vào khuyết áo và trải lên đùi ông. Lại còn xem ông bẻ bánh, ông bưng cốc rượu uống, duyên dáng làm sao? Những cử chỉ quy phái của quan tướng đều làm cho khán giả vui thích cả, nhưng đến lúc ăn xong, quan đòi đưa một cây tăm và xỉa lia lịa vào răng thế là người ta mới thật là không có cách nào nhịn cười bấy giờ tiếng vỗ tay dậy ran tứ phía và buổi biểu diễn kết thúc trong vinh quang con khỉ thật khôn mà anh đầy tớ thật ngu độn về đến nhà trọ ông cụ vitalis khen tôi như vậy và tôi quả có máu nghệ sĩ trong người cho nên rất đỗi tự hào với lời khen ấy